các hoàng tử nhỏ của ta ơi, nguyên ngày trốn đâu mất tiêu hết rồi. Ác Sa Ni ơi, chúng cháu ở đây nè. Thôi thôi, ta mệt quá. Các hoàng tử nhí làm ta tìm chóng mặt lắm rồi. Các ngài mau ra đây, ra đây. Ta có chuyện này hay lắm nè. Không ra đâu. Các hoàng tử của ta thiệt là dễ thương. Đức vua và hoàng hậu thật là hạnh phúc với đàn con đẹp như thiên thần. Ôi, các chàng hoàng tử của ta, nàng coi kìa, chúng đáng yêu quá. Sau này đất nước của chúng ta sẽ có người lãnh đạo xuất chúng. Ta thật hạnh phúc khi nhà mình có rất nhiều con. Dạ, thiếp cũng hạnh phúc như đức vua. Đã vậy, trời còn thương cho chúng ta có thêm công chúa Lys nữa. Còn đây là công chúa nhỏ duy nhất của chúng ta. Ta yêu tất cả các con. Nhưng ta vẫn có một thắc mắc. Làm sao mà khi vừa có bầu đứa con thứ 12, nàng liền biết đó là con gái? Thiếp tin là con gái. Vì khi vừa có thai Lys, thiếp đã nằm mơ. Hoàng hậu, ngươi đang trị vì một vương quốc thanh bình. Ngươi muốn điều gì cho thần dân của ngươi? Ta muốn tất cả trẻ con trên xứ sở của ta đều vui vẻ, khỏe mạnh và sung sướng như những đứa trẻ này. Những đứa trẻ này chỉ là số ít. Ngươi hãy bước ra khỏi hoàng cung, ngươi sẽ nhìn thấy nhiều đứa trẻ khác cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi đi đi. Ta cứ ở mãi trong cung điện nên không biết dân chúng còn nghèo và có nhiều trẻ em bằng tuổi các hoàng tử không hề sung sướng. Chào mẹ. Hoàng hậu, ngươi thật can đảm và nhân hậu, xứng đáng là mẫu nghi của xứ này. Ta biết ngươi đang mong có con gái, ta sẽ tặng ngươi một công chúa xinh đẹp nhất trên đời. Cảm ơn tiên nữ. Có phải người trao cho tôi đứa bé này không ạ? Phải, đứa bé này vốn là một thiên thần tài năng, xinh như hoa. Vì vậy, mẹ con của ngươi sẽ chịu nhiều đau đớn ở trần gian lắm. Ngươi có bằng lòng nhận nó không? Tôi xin nhận. Tôi sẽ dùng tấm lòng của người mẹ để che chở cho nó. Con gái bé bỏng của cha, thiên thần bị mất đôi cánh sao? Cha sẽ bảo vệ con để con sống thật hạnh phúc. Anh cờ của em không chịu đâu. Đức vua và hoàng hậu đến. Các hoàng tử hãy trật tự rồi. Vào bàn ăn nào. Còn hoàng tử Úc, Angelo đâu? Giơ tay lên, người đã bị bắt. Ô kìa tướng quân, sao ngài lại bắt tôi? Tôi sợ quá, ngài muốn tôi phải làm gì? Ta mắc vệ sinh quá à. Người dắt ta đi một chút được không? Thôi, để ta đứng thần dẫn cũng tướng quân đi tè nha. Đi. Chào Rosa. Nàng xinh đẹp lắm. Nàng đi đâu về vậy? Hương ơi, ta đi vào rừng kiếm thuốc quý, nhân tiện ghé vào hoàng cung coi lũ nhóc hoàng tử ra sao. Nàng thấy chúng ra sao? Chúng rất sung sướng và hạnh phúc. Bà chị Alice của ta thật tốt số. Ta thật ganh tị với bà ấy. Ước gì bà ấy chết sớm. Rosa, nàng có gương mặt đẹp nhưng tính tình nhỏ nhen quá. Hoàng hậu là chị ruột, các hoàng tử là cháu ruột của nàng. Nhưng sao nàng lại sinh lòng đố kỵ? Gương ơi, ta đã nói với ngươi rồi. Trên đời này không ai được xinh đẹp hơn ta. Không ai được hạnh phúc và ấm áp hơn ta. Nếu họ hơn ta, ta sẽ làm cho họ khổ sở thì ta mới hả dạ. Tại sao ta phải sống cô đơn lạnh lẽo ở đây, trong khi họ vui vẻ sum họp với nhau? Nàng dừng lại đi. Nàng chọn sống như vậy vì tính tình khó chịu của nàng, chứ có ai hại nàng đâu. Mỗi ngày
nàng hãy soi vào ta để sửa đổi tính tình. Ta hứa sẽ giữ cho nàng xinh đẹp mãi mãi, rồi nàng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Ôi, ta phải nuốt những thứ dở ẹt và nguội ngắt này sao? Ta không chịu. Ta phải đến hoàng cung ăn tối cùng với họ. Rosa, cho tôi đi với. Bà muốn gì tôi sẽ làm theo ý bà. Được, có thêm người làm sai vặt cho ta. Đi thôi. Ngươi vào bắt hoàng tử Úc Angelo cho ta. À không, ngươi hãy bắt công chúa Liz bé bỏng. Chị ta thương con bé nhất, vì mãi 5 năm sau khi sinh hoàng tử Úc, chị ta mới sinh được con bé Liz. Ngươi mang nó ra đây. Ngươi nhớ, đó là đứa bé nhất, đang ngồi ở cái ghế cao. Vâng, vâng, bà chờ tôi ở đây nha. Chuyện gì vậy? Các người đâu? Các con đừng sợ, ngài sẽ được thăm trở lại ngay. Không, mẹ bị lửa tắt rồi. Cảm thấy giùm mẹ. Chuyện gì đã xảy ra? Tom và Liz đâu rồi? Trời, hai con của ta. Quân lính các ngươi hãy đi tìm ngay. Cú mèo, người biến đi đâu rồi? Đã lấy cắp được đứa bé gái chưa? Hoàng tử tôi, ngài đang ở đâu? Ngài đang ở đâu vậy? Đừng sợ, ta cho ngươi tạm trú ở nhà ta. Người xấu xí quá, ta sợ lắm. Thả ta về nhà đi. Liz, đứa con gái bé bỏng, đứa con gái duy nhất của thiếp, ai có thể bắt cóc con bé giữa hoàng cung? Nàng đừng khóc, đừng khóc. Ta đã cho cả một đội quân tinh nhuệ đi khắp nơi tìm hai con rồi. Với lại có Tom theo cùng, con gái bé bỏng của chúng ta cũng đỡ nguy hiểm hơn. Nhân Rosa sao còn chưa về mà đón đứa nhỏ này đi? Đúng là phiền quá mà. Ai vậy? Cho ta về với mẹ. Liz, đừng sợ, anh theo để cứu em đây. Chim cú kia, ngươi thả em ta ra. Đừng hỏng, mau tránh ra, nếu không ta sẽ bay lên cao. Thả đứa nhỏ này rơi xuống đất. Đây là con cú biết nói, có phép thuật, mình phải cẩn thận mới được. Chết thật, ta dựng công lực để làm cháy áo hoàng hậu. Giờ ta hết phép rồi. Chủ nhân Rosa, chị sao vẫn chưa về? Quái, người bắn cái gì vào cổ ta thế này? Gạt mãi không ra, khó chịu quá. Thưa quý cô, người có thấy một hoàng tử 14 tuổi và một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đi ngang qua đây không? Không thấy. Đã nói con cú mèo khi bắt đứa nhỏ thôi, sao mang theo đứa lớn làm gì? Khoan khoan, quý cô cho tôi hỏi, trong đường này có ngôi nhà nào có thể ngủ qua đêm được hay không? À, bác cú mèo, bác hãy nuốt mấy cái lá thuốc này, nó sẽ giúp cho bác hết nghẹn và có phép thuật trở lại. Hai anh em ngươi liệu hồn, đừng hòng tính chuyện lừa ta. Ngươi biết cái mỏ của cú mèo ta cứng và bén như thế nào rồi đó. Dạ thưa bác, cháu không có dám lừa bác đâu. Nhưng bây giờ bác đang bị nghẹn, đâu thể nào làm nhiệm vụ được. Có thật không? Thật. Được đó, ngươi cũng có lòng tốt như chủ nhân của ta vậy. Ừ.
sợ quá anh Thơm ơi. Em sợ, em đói, em đi không nổi nữa. Em gái cưng của anh, em ráng lên, mình phải đi nhanh khỏi khu rừng này. Anh đưa em về với mẹ nha. Ôi, công chúa và hoàng tử đây rồi. Anh giỏi ghê. Anh Sơn giỏi ghê. Hoan hô anh cả. Anh giỏi quá. Hoàng tử 14 tuổi cứu được nàng công chúa 3 tuổi, thiệt là dễ thương quá chừng. Cha khen ngợi Tom, con giỏi và dũng cảm lắm. Làm anh thì phải vậy. Gia đình ta đông anh em, nhưng cha rất vui vì thấy các con biết thương yêu nhau. Các con đừng quên, anh em như thể tay chân nha. Dạ, con bé bị một phen sợ hãi. Cũng may á, lúc con vừa cứu em khỏi hang cú mèo thì gặp ngay bác Charlie. Chứ đêm trong rừng, con không biết đường về. May lần này các con an toàn trở về. Nhưng em lo lắng quá. Tại sao trong hoàng cung mà chúng ta không an toàn? Lúc hai con bị bắt đi, đúng là có tiếng của cú mèo. Một con chim xấu xí có thể làm náo loạn hoàng cung được sao? Dạ, thưa cha, nó không phải là một con cú mèo bình thường. Nó biết nói và có phép thuật. Ta sẽ tìm cho ra kẻ đó. Trước khi tìm ra chân tướng sự việc, ta sẽ cho canh gác kỹ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình ta. Thưa chủ nhân, tôi chỉ bắt Melis, nhưng hoàng tử lớn đã chạy theo tôi. Cậu ta đúng là lanh lợi. Người im đi. Chị của ta đúng là hưởng hết phước của ta. Lấy được nhà vua, còn sanh ra được cả một đàn con thông minh lanh lợi. Nhưng chị ta thương con bé Liz nhất. Ta không thể để cho chị ấy cứ mãi hạnh phúc như vậy. Nàng không nên ganh tị với họ nữa. Bé Liz kia làm sao biết được khi lớn lên nó đẹp hay xấu. Nàng hãy nhìn vào ta. Nàng thấy không? Hiện giờ nàng vẫn đẹp hơn hoàng hậu kia mà. Nhà ngươi nói gì ta cũng mặc kệ. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đi học thêm phép thuật. Ta sẽ không để cho họ yên vui đâu. Người chờ coi. Các người sum họp vợ chồng, cha con hạnh phúc ư? Đừng hòng. Giờ ta yếu thế, chưa thành phù thủy, chưa có phép thuật cao cường. Nhưng rồi ta sẽ có thôi. Các người hãy đợi mà coi. Cú mèo đã tới ư? Ngươi vào đây giúp cho ta vài chiêu thuốc quý đi. Rosa, nàng là một cô gái xinh đẹp. Cả nước này, trừ hoàng hậu ra, đâu có ai tuyệt sắc như nàng. Tại sao nàng không chịu sống vui vẻ mà suốt ngày cứ phải cực nhọc như vậy? Nhưng chị ta là vợ vua, còn ta thì ở xó rừng này, không ai chịu lấy ta. Chị Alice gọi ta vào cung sống, nhưng ta không cam tâm nhìn chị ấy được nhà vua cưng yêu. Thế nên các hoàng tử công chúa chỉ biết có một người gì mà chưa hề biết mặt. Nếu vậy thì nàng có chịu làm vợ cú này không? Có khi sướng hơn làm vợ vua đó nàng. Nào, chúng ta làm đám cưới nha. Cặp đôi phù thủy, chúng ta sẽ cùng khuynh đảo thế giới luôn. Người vừa nghèo vừa xấu, vừa tham lam, chồng cú vợ tiên sao được? Hút tràn ra hết rồi. Happy birthday, mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Chúc em càng lớn càng xinh đẹp nha. Em ơi, anh sẽ cho em mượn đồ chơi với sách nha. Anh sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi. Liz nè, chỉ có mình con là con gái, phải biết chăm sóc các anh nha. Con may áo cho các anh được không mẹ? Con gái cưng của cha không cần vất vả may áo đâu. Các anh của con đâu có thiếu gì áo đẹp. Nhưng nếu con thích thì con cứ tập may áo cho các anh. Các hoàng tử và công chúa ơi, mưa này tạnh sẽ có cầu vồng đó, nhớ chờ coi nha. Hoàng hậu à, ta tìm được thầy thuốc giỏi lắm. Ông ta đã tới, nàng đợi một chút sẽ có thuốc mới cho nàng. Chị ơi, em thương chị quá. Rosa, em đến rồi. Chị mừng quá. Chị sợ mình không qua nổi. Nếu chị có bề gì, em thay chị chăm sóc các cháu được không?
Hoàng hậu à, ta giúp nàng uống thuốc. Để em cho chị uống thuốc. Chị ơi, chị đừng lo nhé. Các hoàng tử công chúa là cháu ruột của em mà. Mẹ chỉ nằm ngủ thôi các anh à. Mai mẹ sẽ dậy chơi với em. Chị ơi, em chỉ có chị là người thân duy nhất. Giờ chị mất rồi, em biết sống ra sao? Rosa, nàng thật xinh đẹp. Giờ hoàng hậu đã mất rồi, nàng là đệ nhất mỹ nhân. Đệ nhất phu nhân nữa chứ. Ta sợ đức vua yêu vợ quá sẽ không chấp nhận nàng. Nhưng nếu được làm hoàng hậu, nàng phải tốt bụng như Alice nha. Nếu không, mọi người càng nhớ hoàng hậu mà không thích nàng. Ta sẽ dùng sắc đẹp của ta để làm những việc mà ta nung nấu bấy lâu nay. Ngươi cứ chờ mà coi. À, giờ coi ta quá phép đi. Thôi thôi, ta không nhìn nữa đâu. Ta không thích đang đẹp thành xấu như vậy. Nàng biến hình trở lại đi. Người thấy tài nghệ của ta chưa? Chán quá. Tay bắn cung của ta giờ không còn được như trước nữa. Dạ, cha nghĩ đi. Chắc là do cha buồn quá nên mới như vậy. Mình về cung nha cha. Con không thích săn bắn nữa. Con nhớ lúc mẹ còn sống, thường hay nhắc cha con mình đừng bắn quá nhiều thú rừng. Chúng cũng biết buồn biết vui, cũng có cha có mẹ, con cái với nhau nữa. Nhưng về nhà thì ta nhớ mẹ của các con quá. Trong cung, ở đâu ta cũng thấy hình ảnh của mẹ các con. Mình về đi cha, chúng con sẽ thay nhau kề cận bên cha. Còn em Liz, công chúa bé bỏng nữa, em rất cần được gần cha. Lâu quá mới gặp thú quý, dịp may hiếm có. Nhưng ta thật không nỡ. Dạ phải đó cha, mình bắn cọp mẹ chết thì cọp con sẽ mồ côi, tội lắm. Vậy mình chờ chút, cọp bỏ đi rồi chúng ta về nha cha. Xin mời bà rời khỏi ghế này đi. Ghế này á chỉ dành cho hoàng hậu thôi. Ngày ta lên ngôi hoàng hậu không còn xa nữa đâu. Ta sẽ đẩy ngươi vào rừng mà chơi với cú. Ai phong bà là hoàng hậu? Bà làm như tôi không biết bà chính là phù thủy sao? Ngươi biết rồi thì liệu cái thần hồn nhà ngươi. Mau kêu các hoàng tử và công chúa Liz ra đây. Nghe ta sai biểu. Đức vua hồi cung. Đức vua và hoàng tử hồi cung. Chào đức vua quang minh. Chào anh rể. Em tới thỉnh an anh và các cháu ạ. À, Rosa, xin lỗi nàng. Chỉ một chút nữa ta đã gọi nàng là hoàng hậu. Nàng rất giống hoàng hậu yêu dấu của ta. Thật đó. Ta phải làm sao đây? Ta nhớ vợ ta quá. Cha ơi, cha đã về. Ôi, con gái yêu, nhưng sao người của con nóng như lửa vậy? Con bệnh rồi hay sao? Xin ngài, hãy để cho thiếp coi. Ôi, công chúa bệnh rồi. Có vẻ không nhẹ đâu. Thiếp đưa cháu về phòng để chăm sóc được không? À, được, được, tốt quá. Cảm ơn nàng. Nhớ cho ta hay tin nha. Để có mớ thuốc này, ta phải vào rừng vất vả tìm mới có. Nhưng không sao, việc đầu tiên cần phải làm là giả bộ chăm sóc ân cần lũ con của ông ấy. Mà muốn đến gần chúng nó không dễ. Ta phải bắt đầu gây bệnh cho con bé Liz để có cớ ở lại. Ôi, sao khát nước quá. Mẹ ơi, các anh ơi, tới coi nè, cá bơi đẹp quá à. Đâu, đâu, cho em xem với. Đây nè. Ôi, đàn cá đẹp thật, chúng bơi về nhà đó, chúng có một mái nhà chung với thủy cung. Vậy, đàn cá này có mẹ không hả mẹ? Có chứ em, còn có vua nữa, nhà cá đông vậy, nhưng lúc nào cũng ở bên nhau. Mẹ ơi, hãy cứu con. Angelo,
Em hư quá, đang học lại ngủ gật, bài vở không làm gì hết, lại còn la hét nữa chứ. Anh ơi, em làm mơ thấy mẹ, mẹ ngã xuống sông rồi. Anh ơi, em nhớ mẹ quá. Hoàng tử, đừng khóc nữa, ngoan nào ngoan nào. Mẹ đang ở một nơi đẹp lắm, ngoan nha, để ta sẽ làm hề cho hoàng tử xem. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con bé đáng ghét, ta ở bên cạnh ngươi mà cứ kêu mẹ mẹ. Mà giờ làm sao cho đức vua nhìn thấy mình đang chăm sóc cho con gái của ông ta? Phải làm cho ông ta cảm động mới được. Đức vua đến thăm công chúa. Đức vua đến thăm công chúa. Rosa, nàng không cần khách sáo. Nàng ở đây suốt với công chúa hay sao? Ta thật áy náy với nàng quá. Xin đức vua đừng ngại gì ạ. À, sức khỏe vàng ngọc của công chúa mới quan trọng. Em phải tự tay chăm sóc, không dám giao cho người hầu ạ. À, con gái, cha đến thăm con đi. Mau khỏe nha. Lúc mẹ con còn sống, lúc nào mẹ cũng tự tay chăm sóc khi các con bị bệnh. Thật may, giờ có dì Rosa ở bên cạnh con. Mà sao tay con đỏ như vậy? Thưa đức vua, do công chúa sốt nhiều nên bị nổi ban chút thôi. Em đã cho uống thuốc tốt nhất rồi, sẽ mau khỏi thôi ạ. À, vậy à, không cần gọi thầy thuốc hay sao? Không cần đâu ạ. À, trẻ con bị nóng sốt là bình thường. Thầy thuốc đã đến và chuyển lời, nói đức vua hãy yên lòng ạ. À, cha ơi, cha đừng đi, hãy ở lại với con. Con gái ngoan, cha bận nhiều việc nữa, chiều cha trở lại thăm con. Con bé nhõng nhẽo kia, ta sẽ khiến cho cha người ghét ngươi cho mà xem. Giờ thì ngồi dậy, không được phép nằm y trên giường nữa, mà đi lấy son phấn đến đây cho ta. Giờ ta ở chung với ngươi trong căn phòng này, liệu mà đối xử với ta cho phải phép. Đây là bùa chú mới rất đắt tiền của ta, ai mang nhiều vàng tới đây ta mới bán. Này các hình thù lá cây, ngươi hãy biến thành vật thật cho ta coi thử đi. Chào các ngươi. Tạm được, tạm được, tạm gọi là thành công. Này khỉ, ngươi lại đây, ta giao cho ngươi một việc quan trọng. Hãy ra khỏi rừng, đến hoàng cung và gặp người đàn bà này. Nói bà ta đến gặp pháp sư Peter gấp nghe. Cha ơi, dừng lại, Harry bị thương rồi. Harry, con có sao không? Vết thương sâu quá, mau truyền thầy thuốc hoàng cung. Hoàng hậu, hoàng hậu của ta, nàng thấy con trai bị thương nên đến phải không? Dạ, không phải, thiếp là Rosa, thiếp có thuốc này hay lắm, không đau, rất êm ái, sức vào sẽ như chưa từng bị thương. Rất êm ái, như chưa từng bị thương. Rosa, nàng thật tốt bụng, nàng không khác Alice của ta chút nào. Nàng hãy giúp Alice trở thành người chăm sóc các con của ta được không? Không, không cha ơi, con không chịu đâu, con muốn mẹ Alice. Các con thương yêu, chúng ta đã mất Alice, một người mẹ tuyệt vời. Nhưng cha đã tìm thấy Rosa, người biết cách thương yêu, chăm sóc các con. Rosa đã ở bên cạnh công chúa khi bị bệnh, đã chữa lành vết thương cho hoàng tử. Đất nước không thể thiếu hoàng hậu, nên hãy chào đón hoàng hậu Rosa. Sao nhà ngươi tới hoàng cung? Quả tóc, quả tóc, có thư quả tóc cho hoàng hậu mới của ngươi. Bà coi đó, tôi có thể dùng phép biến người thành các con vật.
họ phải sống cuộc đời của loài vật vĩnh viễn. Ta muốn họ phải rời xa hoàng cung mãi mãi, không được gặp vua cha nữa. Nên chắc phải gớm ghiếc thôi. Nếu như vậy thì bà phải trả cho tôi nhiều tiền. Thêm nữa, bà phải khổ luyện lắm đó. Nào, bắt đầu thôi. Ông dạy cho tôi đi. Càng nhanh càng tốt. Ôi, mùi khó chịu quá. Chào hoàng tử và công chúa Lít dễ thương. Thần đã chuẩn bị một tiết mục thật hay rồi đây. Chào các em. Chúng ta mỗi người sống ở trong các cung khác nhau, ai cũng phải lo học, không được gặp nhau ăn tối chung như khi mẹ còn sống nữa. Anh thấy nhớ các em nhiều lắm. Dạ anh, em cũng đợi mãi mới tới mùa hè năm nay. Chúng ta sẽ hẹn nhau ra vườn chơi để gặp nhau nhiều hơn. Các anh ơi, đêm nào em cũng nhớ mẹ hết. Phòng em lạnh lẽo lắm, em rất sợ vì cái mẫu không cho thắp đèn. Phòng em cũng vậy, tối thui à, đêm nào cũng nghe tiếng chim cú hết. Phòng em không có nước uống, em phải đi xuống phòng ăn xa lắm, mà hành lang lại không có đèn. Ủa, các anh ơi, em tưởng chỉ có phòng em bị như vậy. Em sợ rồi khóc, mà gọi không thấy ai hết. Thật vậy sao? À, xin lỗi các em, anh không biết gì hết. Anh đúng là tệ quá. Vì phòng anh có đèn nên anh tưởng phòng của các em cũng vậy. Vậy còn Liz, em sống thế nào? Dạ, em... Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chào mừng đức vua và hoàng hậu đến. Cha ơi, con nhớ cha lắm. Cha ơi, lâu quá con mới gặp lại cha. Con nhớ cha, cha ơi. Chào các con trai và công chúa nhỏ yêu quý của ta. Ta nghe nói các con đã học hành rất tốt. Hôm nay ta sẽ thưởng cho các con. Mỗi đứa muốn quà gì thì hãy nói với ta nha. Chào các con dễ thương. Ta luôn lo lắng, sợ các con học nhiều hao tổn sức khỏe. Hoàng thượng, ngài không cần bận tâm. Thiếp đã chuẩn bị quà cho từng hoàng tử và công chúa rồi. Ồ, vậy sao? Cảm ơn Rosa, nàng thật tốt. Các con ta quả thật may mắn. Nào các con, hãy đến đây với ta. Hoàng hậu, bà trễ hẹn quá. Phép thuật sắp bay màu rồi. Trễ lần này á phải đợi rất lâu mới làm lại được đó. Đây là bình hơi độc do chính bà luyện phép. Nó vô cùng độc. Khi bà mở nắp ra, ai hít phải thì sẽ phải chết ngay lập tức. Nếu nhà vua và ta lỡ hít vô thì sao? Nếu đã sợ độc thì sao bà còn luyện độc dược làm gì? Tôi chỉ giúp bà một lần này nữa thôi. Nếu muốn cha mẹ ngươi được sống yên ổn thì ngươi phải nghe lời ta. Ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi vẫn nằm trong tay ta. Hằng ngày người của ta cho ăn, giờ ta nắm quyền kiểm soát. Thôi được rồi, nếu chính bà cũng sợ độc dược của bà thì thuốc giải đây. Nếu bà vào nhà vua hít hơi độc xong phải hít liền thuốc giải thì sẽ không sao hết. Có điều bà nên nhớ phải làm thật nhanh, trễ một giây thôi cũng không được, thuốc giải sẽ mất tác dụng ngay. Ôi, chỉ có chúng nó chết thôi. Đức vua và ta không thể chết. Ta sợ gậy ông đập lưng ông lắm. Bà đừng quá lo lắng, chỉ cần thật nhanh tay là được rồi. Với lại tôi coi số cho bà, thấy bà sống lâu lắm. Vậy bà cẩn thận nha, chúc bà thành công. Những đứa trẻ vô tội thật là đáng thương. Đêm nay là buổi liên quan của đức vua với các con. Lâu lắm rồi họ mới được gặp nhau. Mọi người hãy chuẩn bị thật chu đáo nha. Dì ơi, hoa thật đẹp, để con cầm giúp dì. À, không không, cảm ơn con. Bình hoa này quý lắm, ta sẽ đích thân tặng cho đứa trẻ học giỏi nhất năm nay. Hoàng hậu hành động nhanh lên, phép thuật sắp tan rồi. Ủa, dì ơi, sao hoa héo rồi kìa? Con mang nó ra ngoài nha dì. À, 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 à.
Hoàng tử Tommy, tôi không đành lòng nhìn ngài bị hại chết. Tôi đã giải độc cho ngài. Hãy quay trở lại bàn ăn vì còn nhiều chuyện không hay xảy ra ở đó nữa. Người là ai? Cảm ơn người đã cứu ta, nhưng ta không hiểu gì hết. Ai đã hãm hại ta? Chiếc bình này có phải là thứ giết người hay không? Tôi không thể nói cho ngài biết được. Ngài nên nhớ rằng trên đời này chỉ có mẹ mới là người yêu thương mình thật sự thôi. Nhưng mẹ của ngài đã mất rồi. Ngài hãy thay mẹ tự chăm sóc cho bản thân và các em của mình nghe. Cha con chúng ta cùng uống nước cam nào. Đây là giống cam quý của xứ ta đó. Dì cũng chúc mừng các con. Đứa nào cũng học giỏi, đẹp người, đẹp nết. Dì yêu tất cả các con. Kính chúc sức khỏe cha và dì. Sao vậy kìa? Các anh ơi, em nuốt phải cát rồi. Sao, chuyện gì? Ly nước bị làm sao? Đưa cho cha coi. Các con nói sao? Đây là ly nước mà. Thôi các con uống đi, đừng nghịch ngợm nữa. Con không uống được cha ơi, đây là một ly cát mà. Liz, con uống cho ta coi. Bữa nay các con sao lạ vậy? Các em, chúng ta đi về thôi. Cha ơi, đây là cát thì sao chúng con uống được? Chào cha, chúng con đi đây. Chuyện vậy là sao? Hoàng hậu. Đó, ngài thấy chưa? Các con ngoan của ngài đó. Nàng đi kêu các con tới đây. Ta nhớ chúng nó quá. Thiếp đã gọi hết hơi rồi mà không đứa nào chịu tới. Chúng nói sợ vua cha cho uống nước cát đó. Chúng thật hỗn láo. Ta thấy rõ ràng là ly nước mà chúng nó nhất định không chịu uống, bảo là ly cát. Là Tommy cầm đầu đó. Đức vua phạt nó làm gương cho mấy đứa nhỏ đi. Nó càng lớn càng cứng đầu. Nhưng nó là đứa thông minh và dũng cảm. Ta hãnh diện có đứa con trai đầu là nó. Rồi nó cũng sẽ như đầu tàu, kéo lũ em bay đi mất như lũ chim trời kia thôi. Đức vua hãy nghĩ xem, tình cha sao bằng được sự ngỗ ngược và tham vọng của nó. Khi trưởng thành, biết đâu chừng nó ngồi lên ngai vàng của ngài luôn. Ngài không thấy hôm qua nó trả treo với ngài đó sao? Rosa, lúc ta buồn nhất chỉ có nàng ở bên cạnh ta. Đức vua ơi, nước mát đây, ngài uống đi. Ngài sẽ thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn nàng, hoàng hậu tốt của ta. À, Rosa, nàng hãy gọi công chúa Liz đến gặp ta. Con có thích không? Con gái bé bỏng của ta. Dạ thích lắm ạ, con thương cha. Đức vua và công chúa nghỉ chân uống nước đi. Con cảm ơn gì? Con nhóc khờ kia, hôm nay chính cha mi sẽ bỏ mi lại trong rừng rồi về hoàng cung với ta. Ly nước của mi uống sẽ toàn là sâu với kiến trong đó. Ô kìa công chúa, có một bông hoa trên môi của con. Con gái ta xinh xắn làm sao. Sao lạ vậy? Ta đã làm phép thả kiến và sâu vào, sao có cái bông hoa quái lạ kia được? Tên Peter này đúng là phản trắc. Công chúa xinh thật. Nào công chúa, hai mẹ con ta ra kia hái nấm đi con. Đức vua chờ em một chút nha. Liz, từ nay ngươi không còn là công chúa nữa. Ngươi thấy căn nhà lá kia không? Ngươi ở đây không được ra ngoài. Sẽ có cú mèo mang thức ăn và nước uống đến cho ngươi. Dì ơi, con sợ lắm. Xin hãy cho con về nhà. Con không làm công chúa cũng được. Con chỉ muốn ở cạnh cha và các anh thôi. Dì ơi. Còn lâu, bằng phép thuật sai khiến của ta, cha của ngươi cũng không biết ta dụ hai cha con ngươi vào rừng rồi bỏ ngươi lại đi. Ta thành công rồi. Công chúa của Trẫm đâu rồi? Sao nàng về một mình vậy? À, thiếp và Liz đang hái nấm thì lạc vô nhà của bà tiên Cecil. Nhà bà rất đẹp, bà ấy trông thấy Liz thì thích quá. Bà xin em cho Liz ở lại chơi với bà ấy, vì đêm nay có vũ hội của muôn thú trong rừng. Sáng mai bà ấy sẽ dẫn công chúa về hoàng cung cho chúng ta. À, ta nhớ rồi. Cecil, bạn thân của Alice hoàng hậu. Có phải tiếng cười ta nghe được vừa rồi là của nàng ấy không? Giao công chúa cho nàng ấy thì ta yên tâm. Chúng ta về thôi. Cha ơi, các anh ơi, con sợ quá. Hãy cứu con với. Rosa,
Nàng vừa nhẫn tâm bỏ công chúa Liz trong rừng, xin nàng hãy dừng tay lại, hãy mang công chúa về đi. Còn lâu nha, ngươi cũng liệu hồn đó. Ta cho ngươi theo ta vào cung, không phải để ngươi cản ngăn ta, biết chưa? Chị làm gì vậy? Dám giỡn mặt ta hả? Ta còn chưa hỏi tội ngươi, tại sao ta biến con này lại thành con nọ vậy? Lạ thiệt, con sâu lại thành bông hoa. Tức giận quá đi thôi. Nàng tưởng nàng muốn gì cũng được sao? Bà phù thủy bất tài ơi, nàng nên nhớ tà thuật có thể bị rung rinh bởi sự đẹp đẽ của tâm hồn đó. Ta cho nàng một gáo nước lạnh để nàng tỉnh ra. Nàng đúng là một người xinh đẹp, nhưng thật xấu xa. Dạ chào dì, chúng con đã có mặt. Chỉ có thiếu em công chúa Liz. Con nghe nói em ấy đi chơi với bà tiên Cecil ở trong rừng, phải không dì? Dì có biết tại sao vua cha gọi chúng con đến đây gấp như vậy không? Ngươi hỏi nhiều vậy, sao ta trả lời hết được? Hôm nay, ta không thèm giả bộ yêu thương các ngươi làm gì nữa. Các ngươi nghe cho rõ đây. Phải, ta đã đem bỏ công chúa Liz, em gái độc nhất yêu quý của các ngươi trong rừng. Nó sẽ được hươu nai hổ báo chăm sóc. Thích nhé. Hả? Ta chưa nói hết. Thứ hai, không phải vua cha gọi các ngươi đến đâu. Ta gọi đó. Hôm nay các ngươi sẽ được chấm dứt thân phận làm hoàng tử. Ta sẽ quá kiếp các ngươi làm quái vật xấu xí. Trời, sao chú trở nên đẹp đẽ như vậy? Ta muốn chú thành quái vật đầu người mình thú mà. Ôi thôi, chết ta. Quy to, quy to. Đức vua ơi, các con bay mất rồi. Vì thương nhớ các con mà đức vua suy nhược đi rồi. Người hãy uống ly thuốc bổ này để hồi phục sức khỏe. Khi nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Các hoàng tử sao lại bỏ đi? Nhưng đức vua cứ yên tâm, thiếp đã cho khinh khí cầu bay đi dò tìm khắp nơi, ra tận ngoài biển. Nếu thấy các hoàng tử thì sẽ báo cho người biết ngay. Vậy còn Liz, con bé ra sao? Tại sao tới hôm nay tiên Cecil vẫn chưa đưa con bé về? Thưa đức vua, bà tiên Cecil có báo tin các hoàng tử ghé vào rừng, nói với công chúa Liz không được trở về hoàng cung nữa. Nên giờ công chúa Liz nhất định ở lại với Cecil, không chịu về nữa à? Người bé Liz cứng đầu, con cái đông thiệt là mệt. Ta không biết dạy bảo chúng nó làm sao cho đúng đây nữa. Đức vua đừng quá lo lắng ạ. Chắc tại các con học hành căng thẳng quá, nên muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi. Đến khi đói thì sẽ về. Chứ đi hoài, ai cho ăn uống, ai hầu hạ? Chúng sung sướng quen rồi. Hoàng hậu nói có lý. Thôi, ta đợi chúng về vậy. Ta sẽ cho chúng ăn đòn. Xin người bình tâm suy xét lại. Cái con của ngài bị hại đó ngài ơi. Người nói bậy. Đến đâu? Bắt nhốt tên hề này lại. Bỏ đói nó cho ta. Chào công chúa. Cả khu rừng xinh đẹp này chào đón nàng. Hãy ở lại với chúng tôi nha. Chúng tôi sẽ đi tìm thức ăn, quần áo, củi lửa cho nàng sưởi ấm. Nàng đừng sợ. Ta là cáo nâu, tổng quản bìa rừng này. Ở đây chỉ có cáo, thỏ, lũ hươu nai về núi thôi. Đi sâu hơn nữa, nàng sẽ gặp gấu xám, sư tử và sói ác. Nàng đừng vào, đó là rừng già bí hiểm. Ở ngoài này với chúng tôi sẽ vui vẻ hơn. Chị công chúa ở đây nha. Đừng thèm về cái hoàng cung hung ác đó nữa. Ta ở đây với các em ít ngày thôi. Ta phải về gặp cha và các anh ta. Ta nhớ họ lắm. Nhưng mà công chúa à, các anh của nàng gặp chuyện không hay rồi. Cáo nói sao? Họ bị làm sao? Các anh ta gặp chuyện gì? Tại sao các người lại tệ hại như vậy? Không làm được gì đúng ý ta hết. Đồ vô dụng. Sao cứ phải để ta nói đi nói lại? Ta đuổi việc ngươi. Trời ơi, ăn cơm giỏi ghê. Mang hơn anh cả.
một viên đá nào đẹp quá. Công chúa dễ thương, viên pha lê đó chính là kết tinh từ nước mắt trong trẻo của em. Em hãy giữ lấy để sưởi ấm tâm hồn mình. Buổi tối dù có muôn thú, nhưng khu rừng này lạnh lẽo lắm em à. Chị ơi, giọng của chị dễ thương quá. Chị là ai? Ta là hồ nước trước mặt của em đây. Ban ngày ta sẽ tắm mát, trò chuyện với em. Nhưng ban đêm thì ta cũng phải chịu cô độc trong đêm đen. À không, có những đêm trăng sáng, ta sáng lấp lánh. Lúc đó em hãy ra chơi với ta nha. Công chúa ơi, tôi thấy có một đàn chim đẹp lắm. Chúng to lớn và hiên ngang. Đàn chim chưa từng thấy ở khu rừng này. Chúng đang bay về chỗ chúng ta đó. Liz, em đừng sợ. Anh là Tommy đây. Tất cả các anh đến thăm em nè. Anh nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Đúng là các anh của em rồi. Sao vậy các anh ơi? Mụ Rosa là phù thủy. Mụ đã biến tụi anh thành ra như vậy. Em sẽ tìm cách để các anh trở lại thành người. Em hứa đó. Ông Peter, ông hại tôi rồi. Bây giờ lũ trẻ bay đi mất tiêu. Thuốc ông dạy cho tôi, sao toàn ra những thứ có hại cho tôi? Thuốc hư không phải tại tôi, mà tại bà nôn nóng, ỷ vào phép thuật. Bà hại người lương thiện, vô tội. Nhưng sự trong sáng và tình yêu thương thiêng liêng trong trái tim họ khiến cho họ không thể biến thành quái vật được. Nếu nhà vua biết được chuyện này thì bà khó thoát đó. Đức vua hả? Ông đừng lo. Người đã bị ta cho uống thuốc rồi. Ngài ấy chỉ tin lời ta, không tin ai hết. Dần dần ngài sẽ quên cả con cái luôn rồi. Liz, em gái yêu của các anh, bây giờ đã đến lúc các anh phải rời đi. Thiên Nga sẽ chết nếu ở trong rừng. Các anh phải bay qua biển rộng sông sâu thì mới có thể sống được. Anh rất lo em phải ở đây một mình. Dạ, em tạm xa các anh. Nhưng các anh hãy nhớ, em sẽ tìm cách cứu các anh. Hãy tin em, hãy tin chúng ta sẽ gặp lại nhau các anh nhé. Ôi, các hoàng tử và công chúa xinh đẹp làm sao. Nhưng họ mất mẹ nên thật là bất hạnh. Liz, em hãy đội vương miện của anh. Dù ở trong rừng, em vẫn là công chúa. Em không nhận đâu, đây là vương miện của anh. Hoàng tử Úc phải giữ vương miện chứ. Vương miện của anh đây nè, cũng đẹp chán. Anh dùng đôi cánh để đan nó đó nghe. Vậy anh cho em cái này đi. Em ở trong rừng nên đội cái này đẹp hơn. Wow. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Công chúa ngủ trong rừng. Đến tôi anh đẹp quá. Đẹp quá à. Đẹp quá đi. Anh phải ra biển đây. Anh đi nha Lê. Anh bay ra biển đây. Anh chú xe ơi. Ra biển. Anh bay ra biển đây. Chào chị. Chị ơi, thấy em hôm nay ra sao? Chào công chúa của khu rừng. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em đó. Những năm qua em đã đánh rơi thật nhiều hạt pha lê xuống đây. Những giọt nước mắt thiên thần mà đau đớn quá. Bác Sally, bác vẫn khỏe chứ? Cháu mừng quá. Bác ơi, cha và dì Rosa có khỏe không? Bác có tin tức gì về các anh của cháu không? Tôi không biết tin gì của các hoàng tử hết. Giờ không biết họ ra sao rồi. Hoàng thượng đang bị bệnh nặng, truyền gọi công chúa về cung liền. Rosa, ta nhớ các con. Nhiều năm qua ta và nàng sống trong cung quạnh quẻ lắm. Hãy đi tìm các con về cho ta. Đức vua ơi, các hoàng tử đã bạc tin. Cho dù thiếp đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng công chúa Liz đã chịu về. Đức vua biết không, thiếp phải năn nỉ nàng út dữ lắm đó. Ở trong rừng có gì vui tới mức con bé quên cả cha của nó. Ta nóng lòng muốn gặp nó. Con bé sắp về tới. Nghe nói nó lớn lên cũng đẹp. Người thấy ta còn là người đẹp nhất hay không?
Dĩ nhiên là nàng vẫn đẹp, ngày càng đẹp. Nhưng thật lòng, tôi thấy công chúa có phần đẹp hơn một chút. Vì công chúa có thanh xuân, có sự dịu hiền mà nàng không có. Phản bội ta, ta giết ngươi. Nghe đây, ta cần đến phép thuật của các ngươi. Còn Belis sắp về và vô đây tắm táp trước khi gặp vua cha. Ta muốn nhà vua ghê tởm nó và đuổi nó đi. Cô ta dám chọc giận hoàng hậu sao? Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày gì mà. Bởi vậy nên ngươi hãy nhảy lên đầu nó lúc nó tắm, làm cho mái tóc ống ả thành mùi nhùi xấu xí hôi hám. Cất tế mà làm không xong thì để tôi ra tay nha. Yên chí, ngươi có việc của ngươi. Ngươi bám trên trán nó, làm nó hoảng sợ, da dẻ hết mịn màng, xù xì và ghẻ lở. Còn tôi, hết chuyện cho tôi làm rồi sao? Ngươi hãy kề cái miệng hôi thối của ngươi vào tai nó, cho nó nghe toàn những lời xấu xa. Nó sẽ nhập tâm và biến thành một đứa con gái điêu hoa giả dối. Các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, thưa người đàn bà đẹp nhất nhân gian. Happy birthday, mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Ôi, cháu gái xinh đẹp đã về. Con có nhớ ta không? Ta thấy con ở trong rừng vui quá nên không nỡ gọi về cung. Hôm nay cha con bệnh, nhớ con lắm nên ta kêu người đón con về. Dạ, dì ơi, cho con gặp vua cha ngay đi, con nhớ người lắm. Dĩ nhiên rồi. Con đi đường xa cả ngày nên sạch sẽ trước khi gặp vua cha chứ. Ta đã kêu tỳ nữ chuẩn bị nước thơm. Con đi tắm rồi dùng cơm tối với hoàng thượng nhé. Cha con đang nóng lòng chờ con. Ôi, cốc, các người chui từ cửa sổ vô đây hả? Ở đây nước nhiều lắm, tắm táp cho sạch nhé. Chuyện gì đây? Những con cốc của ta đâu rồi? Liz, người hãy đi cùng ta đến nơi này ngay lập tức. Đi đâu vậy dì ơi? Xin dì hãy cho con gặp cha. Peter, hãy giải thích cho ta, tại sao ta đã sai ba con cốc của ngươi đi làm việc mà con bé này vẫn xinh đẹp? Ba con cốc của ta còn bị biến thành ba bông hồng nữa. Bà ơi, ma thuật đã bất lực trước tâm hồn trong trẻo của cô bé này rồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng ma thuật hại người được đâu. Có khi còn bị cảm hóa ngược lại nữa. Thậm chí mấy con cốc xấu xí cũng trở thành bông hồng luôn. Nghĩ cũng thích chứ. Công chúa, người thật là đáng khen. Thôi, vậy ta phải làm bằng chính tay mình mới được. Phép thuật ơi là phép thuật, pháp sư ơi là pháp sư. Ta không chịu thua nhan sắc của ngươi. Đây là nhựa trái hồ đào, nó đen thui và rít dịch, sẽ bám vào da mặt của ngươi. Con xin gì? Con đau lắm. Khỏi xin xỏ vô ích. Đi, ai biểu người xinh đẹp làm chi? Đứa bé nào vậy? Con gái của ta đâu? Hoàng thượng ơi, con gái cưng mà ngài muốn gặp đó, nó lêu lỏng ở trong rừng, bị quỷ tha ma bắt sao mà người ngợm ra như vậy. Thiếp đã cho người tắm rửa mà vẫn dơ. Thưa cha, không phải như vậy đâu ạ. Mong hoàng thượng xem xét. Chính hạ thần là người vào rừng đón công chúa về. Công chúa xinh đẹp lắm, vừa nhìn thấy công chúa là thần nhận ra ngay. Chắc khi vào cung, công chúa lại bị ai đó hại nữa rồi. Tên hệ bách lẻo kia, mấy năm nay ngươi ăn hại hoàng cung, có muốn ta đuổi ngươi đi luôn không? Thôi thôi, mọi người hãy nghe cho rõ đi. Đứa bé xấu xí dơ bẩn này không phải là con gái của ta. Hãy đuổi nó ra khỏi hoàng cung ngay. Công chúa, tôi sẽ tìm cách vào rừng với công chúa. Công chúa hãy can đảm nha. Công chúa ơi, em đừng nhìn vào hồ nước nữa, em sẽ khóc đó. Các bạn ơi, tôi xấu xí lắm phải không? Công chúa dễ thương, sự xấu xí bên ngoài chỉ là tạm thời. Tâm hồn cao đẹp của người sẽ làm người đẹp hơn ngàn lần. Nào,
Hãy dùng nước của tôi sẽ giúp người. Trời ơi, ta xấu như vậy thì vua cha quản sợ là phải. Ta không trách người nữa. Nếu nhắm mắt trong rừng lòng gió, sẽ được nghe thấy tiếng chim hay. Cốc cốc cốc, công chúa à, dậy đi, tôi tìm được thuyền rồi. Nhưng sao các bạn tìm được chiếc thuyền này? Bí mật. Chiếc thuyền này chỉ chở người đẹp và người tốt thôi. Tôi nghe nói cách đây khoảng 100 dặm, trên bờ biển có một đàn thiên nga rất đẹp. Công chúa hãy đến đó thử coi sao, biết đâu đó là các hoàng tử. Tạm biệt và cảm ơn các bạn rất nhiều. Công chúa ơi, tôi chỉ đưa nàng được đến đây thôi. Ngoài kia là sông nhỏ, rồi sông lớn và biển cả. Nếu muốn tìm các anh, nàng phải tự chèo chống và không được nản lòng. Tôi hiểu rồi, cảm ơn hồ nước bao dung và tinh khiết. Tôi đi nhé. Chào bà ơi, bà có biết đây là đâu không ạ? Cháu nhỏ xinh đẹp quá. Cháu đi đâu một mình, chèo thuyền giữa sông rộng vậy? Lần đầu tiên, ta thấy một cô gái lẻ loi như cháu đến nơi này đó. Thưa bà, cháu đi tìm các anh của cháu. Các anh là người, nhưng bị phù thủy quá phép thành một đàn thiên nga. Vậy sao? Cháu vào nhà ta sưởi ấm và nghỉ ngơi đã. Ôi, một cô bé càng đảm, đường còn xa lắm cháu. Những con thiên nga không sống ở đây, chúng ở bờ biển. Cháu chưa thấy biển bao giờ, biển như thế nào hả bà? Biển là hàng ngàn hồ nước và sông suối hợp lại. Nó mênh mông, vô tận và luôn có sóng gió. Chiếc thuyền bè nhỏ xíu kia của cháu làm sao mà ra tới biển, cháu có sợ không? Dạ, sợ chứ ạ. Nhưng cháu phải ra biển, nhất định cháu phải đi thì mới hy vọng gặp các anh. À, ta nhớ rồi. Cách đây mấy hôm, có một đàn thiên nga bay ngang qua đây. Chúng trắng muốt à, đẹp lắm. Nếu vậy, ta khuyên cháu hãy ở lại đây với ta. Chúng đã bay qua, chắc chắn sẽ có ngày chúng bay lại. Cháu cảm ơn bà. Nhưng cháu muốn gặp các anh càng sớm càng tốt. Thượng đế, mẹ và các bà tiên sẽ giúp đỡ cháu. Chúc cháu may mắn và biết cách dựa vào chính mình nha. Đức vua, vì sao ngài có chiếc lông thiên nga này? Ta không biết. Đêm qua ta nằm mơ thấy các con. Tỉnh dậy ta nhìn thấy chiếc lông thiên nga ở trên giường. Cha ơi, cha ơi, chúng con ở đây nè. Cha ra cửa sổ đi cha. Angelo phải không? Cha nghe tiếng của con. Các con đang ở đâu? Cha ơi, cha ra chơi trốn tìm với tụi con đi. Tụi con phải bay ngàn dặm mới về đây gặp cha được. Các con chờ cha ngoài giường nha. Cha ra đi, cha ra liền. Đức vua, trời tối vậy ngài đi đâu? Rosa, các hoàng tử đã về. Các con đã về. Ta ra giường gặp các con. Sao lại là một đàn thiên nga? Các con của ta đâu? Tommy, con và các em con ở đâu? Dạ, con là Tommy đây. Tụi con 11 đứa, cha không nhận ra sao? Các con ơi, nhiều năm qua ta vô cùng nhớ thương các con. Hãy nói cho ta biết, vì sao các con ra nông nổi này? Kẻ nào đã hại các con? Kẻ đó ở sau lưng cha kìa. Con nói sao? Đó là hoàng hậu Rosa. Đừng bay, các con đừng bay.
Nguyên ở lại với ta. Sữa nóng quá. Trong giấc mơ của ta, các hoàng tử nói là nàng đã hại chúng nó, nhưng ta không tin. Phải đó, Đức Vua ơi, hoàng ức cho thiếp quá. Ngài đưa thiếp chiếc Long Thiên Nga đi, ngài đừng giữ nó nữa. Ta đến biển rồi, sóng lớn quá. Ta đã chết rồi, thì ra biển cả dữ dội như vậy. Nhưng viên đá này, biển đã làm nó từ góc cạnh trở nên trơn tru. Ta cũng vậy, sẽ không bao giờ mệt mỏi. Ta hiểu biển dạy ta điều gì. Nếu kiên trì, ta sẽ tìm thấy các anh của ta. Chào cô gái nhỏ, tỉnh dậy đi, biển lặn sóng rồi, đẹp lắm. Cô hãy nhìn mặt trời lên kia kìa. Cô có đói bụng không? Ta đãi cô rong biển ngon lắm, tha hồ cho cô ăn. Cô chịu khó đợi nha. Tôi cảm ơn lòng tốt của rùa. Tôi sẽ cùng đi vớt rong biển với rùa. Tôi cũng phải lao động thì mới có thức ăn. Công chúa ơi, lại đây khôi nè. Rùa biển ơi, chúng ta chờ mấy ngày rồi, sao không thấy ai về hết? Hải âu tụ tập về nhiều rồi đó công chúa. Khi đủ đàn rồi, chúng sẽ bay đi hết. Lúc đó biển lặng, những con chim lớn như thiên nga sẽ về. Đừng nản lòng nha công chúa. Công chúa có vật gì đẹp quá. Chiếc ống này do ta nhặt vỏ ốc làm đó. Nó giúp ta nhìn thấy xa hơn, rõ hơn khi các anh tới. Công chúa giỏi quá, thông minh ghê luôn á. Ừ, cho tôi xem với được không? Trời ơi, họ về kìa. Công chúa ơi, tôi nhìn thấy rồi. Nè 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 nè, công chúa coi kìa. Hãy làm gió bên trời, xin hãy chẳng lôi mây trôi, để người tiên ở lại cả mùa dưa lòng đời. Wow. Hay quá. Em hát hay quá. Đã lớn, xinh đẹp hơn xưa. Nước da nâu chứ không trắng trẻo như trước, nhưng mà xinh đẹp vô cùng. Em ấy đã phải chịu biết bao vất vả mới gặp được chúng ta. Đường từ rừng ra biển xa xôi biết mấy, tụi anh bay còn mỏi cánh nữa là. Em biết không, tụi anh phải bay lượn suốt ngày, chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Vì vậy tụi anh phải bay sát bờ biển khi gần tối. Nếu lúc đó vẫn còn bay trên cao ở ngoài khơi, tụi anh mất cánh sẽ bị rơi xuống biển. Em biết không, đây không phải là nơi ở của tụi anh. Tụi anh ở bờ biển bên kia lận. Đường qua bên đó rất xa, phải vượt qua đại dương này và không có chỗ hạ cánh. Ở chính giữa đại dương chỉ có một tảng đá duy nhất, giống như tảng đá này nè, mà tụi anh phải chen chúc nhau để nghỉ chân. Khi thủy triều lên, nước dâng, tụi anh bị ướt ngập đến cổ. Nhưng tụi anh vẫn biết ơn tảng đá ở đó, để tụi anh có chỗ nghỉ đêm khi trở lại thành người. Tụi anh đã bay trở về quê hương của chúng ta hai lần, mỗi lần bay là mất mấy tháng. Từ trên cao, tụi anh đã nhìn thấy hoàng cung của chúng ta, thấy cha và thấy ngôi mộ của mẹ nữa. Tụi anh thấy vườn thượng Nguyễn thân yêu, thấy bãi cỏ tuyệt đẹp mà chúng ta từng chơi đùa nữa. Cả những người dân đang cày cấy, nhảy múa. Anh nhớ chúng ta từng rời khỏi hoàng cung cùng bác Hề Sạc Ly đi nhảy múa với họ. Nhưng tụi anh luôn quay lại tảng đá này. Mỗi năm tụi anh về đây vài ngày. May mắn quá, tụi anh đã gặp được em. Các em ơi, lại đây có vách đá che cho chúng ta nè. Nhưng miệng của các anh đâu? Rớt mất hết rồi sao? Không hề mất nha. Tụi anh cất ở một nơi an toàn lắm. Nhưng rất xa nơi này. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến nơi này. Chúng ta sẽ đến nơi này.
chúng ta sẽ đội Dương Miện về với vua cha. Liz ơi, tụi anh chỉ ở đây được 2 ngày thôi, hay là em đi theo tụi anh nha? Phải đó, em đi theo tụi anh đi. Nhưng làm sao bây giờ, chúng ta không có tàu bè gì cả. Em ở đây chờ các anh cũng được, em sẽ nghĩ cách cứu các anh. Bây giờ đã khuya rồi, hay là em đi ngủ đi. À, các em, từ lâu chúng ta không còn nhắc đến tội lỗi của dì Rosa với chúng ta nữa. Hãy quên bà phù thủy ấy đi, để tận hưởng sự sum họp này. Em sẽ cứu các anh, em sẽ cứu các anh thoát khỏi hình dáng thiên nga. Nàng đừng đóng cửa, các con ta sẽ về và gọi ta. Ta chờ nghe tiếng của chúng. Hôm qua ta lại nằm mơ thấy Alice. Nàng trách ta bỏ rơi các con. Nàng nói đứa bé xấu xí hôm trước chính là công chúa Liz. Các hoàng tử đã rời đi lâu lắm rồi, ngài không nhớ sao? Còn công chúa Liz về thì ngài đuổi đi. Ta không đuổi con gái Liz bé bỏng, là ta không nhận ra con bé. Ta đã lú lẫn rồi chăng? Con gái cưng của ta, giờ con đang ở đâu? Canh ơi, cho em theo với. Chiều tối đi. Ha. Anh về với em nè. Mấy anh nói anh hãy ở lại với em. Ngày hôm đó, Thiên Nga Úc Angelo ở lại bãi biển với em gái. Họ đã ở bên nhau. Tuy anh trai mang hình dáng Thiên Nga, nhưng hai anh em cực kỳ hạnh phúc. Liz thân yêu, em nghe đây. Ngày mai tụi anh phải đi và một năm nữa mới quay trở lại đây. Nhưng tụi anh không thể để em ở lại chỗ này một mình được. Em có can đảm đi theo tụi anh không? Em đi theo các anh. Các anh đừng bỏ em lại đây. Em không sợ phải ở một mình, nhưng em rất nhớ các anh. Tụi anh đã bàn bạc với nhau rồi. Cánh của tụi anh chấp lại sẽ đủ sức mang em đi về bờ biển bên kia. Nào, chúng ta bắt tay đan lưới nha. Em gái chúng ta sẽ nằm trên tấm lưới đó. Thức ăn đó em ăn đi, tối qua anh vào rừng hái cho em đó. Hoàng tử Úc thương em gái ghê ta. Liz ơi, em có chóng mặt không? Chúng ta đã bay xa đất liền lắm rồi đó. Em không sao hết. Vui quá các anh ơi, em đang ở trên trời như một giấc mơ vậy. Vậy chúng ta phải cảm ơn bà phù thủy đã cho chúng ta làm chim bay đi khắp nơi chứ, đúng không? Em nhìn đám mây to kia kìa. Trời ơi, hình của chúng ta kìa các anh ơi. Mây đẹp như một chiếc gương thần. Hình như em Liz của chúng ta là công chúa đầu tiên được bay lên trời thì phải. Nhưng sau này già đi, không lẽ chúng ta vừa bay vừa ho lụ khụ sao mọi người? Anh đừng lo, em sẽ tìm cách cứu các anh mà. Sẽ cứu các anh. Em nhớ cứu hoàng tử Úc trước đó nha. Cứu Thiên Nga xong thì tha thứ cho dì Rosa luôn nha. Đúng vậy. Đúng rồi. Ta làm người giả được rồi. Nhưng sao chúng nó không nói chuyện nhúc nhích gì được hết. Rosa, tôi tìm được cây này hay lắm. Bà nấu thử đi, sẽ ra loại thuốc cứu người đó. Cứu người thì không phải chuyện của ta rồi, nhưng ta cũng tò mò. Nó là cây tầm ma, ở trong khu rừng bên kia đại dương, cách chúng ta hàng chục ngàn cây số. Chắc có con đại bàng nào bay lạc tới thả vào đây. Nó mọc đầy trong những nghĩa trang hoang vắng. Bảo Thiên Nga, nhà của chúng ta đó. Mùa bão tố các anh về đây trú ẩn. Chào mừng tôi rồi. Đến đây chào tôi đã. Liz, phòng ngủ của em đây. Hôm nay chúng ta không phải ngủ đứng ngoài biển nữa. Ngày mai em có được gặp lại các anh không? Mai các anh phải bay đi kiếm thức ăn và hạt giống để thả xuống khu rừng này. Chiều tối các anh lại về. Vậy em ở nhà nấu cơm chờ các anh về. Ừ, dĩ nhiên rồi. Bây giờ em là cô chúa đảo mà. Tối nay em muốn mơ thấy gì? Em mong mơ gặp tiên để hỏi phép cứu các anh thôi. Em ước nguyện các anh trở lại là người như xưa. Chào công chúa, em gái của đàn Thiên Nga. Chào
công chúa. Sao công chúa buồn vậy? Có cần chúng tôi giúp gì không? Ánh sáng của chúng tôi có đủ dùng cho công chúa không? Đom Đóm ơi, ước gì ta gặp được một bà tiên. Ta sẽ hỏi tiên làm cách nào để cứu các anh của ta. Công chúa ngủ đi, chúng tôi sẽ đi gọi bà tiên tên Morgan cho công chúa. Liz, dậy đi, ta đến đây. Dậy mau, ta không có nhiều thời gian đâu. Bà ơi, bà là ai? Bà đẹp quá, đẹp giống y hệt mấy bà tiên con thấy trong sách vậy đó. Ta là Morgan, bạn của mẹ con trên trời đó. Mẹ con nghe tiếng con kêu, nhưng chưa đến hạn xuống trần gian nên nhờ ta xuống giúp con. Bà ơi, con chỉ mong muốn một chuyện thôi. Con muốn cứu các anh con. Bà ơi, hãy giúp con, hãy giúp con. Con gái, hãy nín đi. Ta thấu hiểu tình thương yêu của con với các anh. Các anh của con có thể được giải thoát nếu con có đủ sự nhẫn nại, biết chịu khổ nhục và hết sức can đảm. Con có làm được không? Bà ơi, con chịu được hết. Con làm được hết. Bà hãy nói cho con biết phải làm gì. Đây là cây tầm ma, tức là cây trị ma, trị những phép thuật xấu của một pháp sư và phù thủy ác độc. Cây này rất độc và cứng. Cây tầm ma có nhiều gai nhỏ nên còn gọi là tầm gai. Gai của nó làm phỏng và rách da. Quanh cái hang con đang ngủ đây, cây tầm ma mọc nhiều vì gần nghĩa địa. Tầm ma ở nghĩa địa mới dùng được, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Con mừng quá. Bàn tay con mềm mại quá. Tội nghiệp cho con sẽ phải rác bỏng và đau đớn. Con thấy nước không? Nước cọ xát, làm đá cứng cũng phải mòn. Nhưng nước không có tim nên không thấy sự đau như bàn tay của con phải chịu đựng. Con chịu cực tự mình hái về, lấy chân dẫm nát nó để có được những sợi gai may áo. Con phải may 11 chiếc áo dài tay. Con may xong, hoàng lên 11 con thiên nga, phép ma sẽ tiêu tan. Công chúa ơi, công chúa đã biết cách làm chưa? Bà Morgan khó lắm đó, không phải ai bà cũng hiện ra để giúp đâu. Ta biết, nên ta sẽ nghe lời bà. Đom Đóm ơi, ta không thể nói với ai được hết. Từ lúc bắt đầu cho đến khi dệt xong 11 chiếc áo, con không được nói dù là một chữ, một lời nào hết. Dù phải dệt bao nhiêu năm cũng không được nói. Một tiếng con thốt ra là một nhát dao đâm chết tất cả các anh con. Nhớ nha, tính mạng của họ là do con nắm giữ đó, nhớ chưa? Dạ, thưa bà, con ghi nhớ kỹ rồi ạ. Con vô cùng cảm ơn Thượng Đế, bà Morgan, mẹ Alice đã dạy con cách cứu các anh. Giờ con đi hái tầm ma liền đi ạ. Công chúa đau lắm phải không? Đom Đóm ơi, những lời cuối cùng mà ta được nói là nói với Đom Đóm đó. Từ giờ trở đi, ta phải im lặng hoàn toàn để dịch áo cho các anh. Đom Đóm thông cảm cho ta nghe. Bắt đầu đi công chúa, làm xong sớm một ngày thì sẽ cứu được các hoàng tử sớm thêm một ngày. Công chúa sẽ sớm được nói chuyện trở lại. Em muốn sao em khóc vậy? Trước giờ thấy em luôn cười nói giỡn hết, có khi nào khóc đâu. Các anh ơi, đêm qua em mơ thấy mẹ. Mẹ nói anh em mình sẽ được cứu. Các anh có tin không? Tưởng gì, vậy mà cũng khóc nữa. Anh cũng mơ thấy mẹ nè. Mẹ nói chúng ta sẽ có áo mới đó. Thôi, chúng ta bay nhanh lên. Em Liz đợi ở nhà, về trễ lại mấy lo lắng lắm. Trời sắp tối rồi. Các anh ơi, mau về đi. Bữa nay em lượm được một cái nồi trên bãi biển, em mò được cá, sò nữa. Hả? Sao tay của em bị sưng vậy Liz? Đưa anh coi, em bị phỏng nước sôi hay sao? Em ở nhà có sao không? Có ai tới ăn hiếp em không?
đảo này không có người, chỉ có thú hiền thôi. Nhưng gặp chuyện không hay phải nói với các anh nhé. Nhưng tại sao từ lúc về đến bây giờ anh không thấy em nói câu nào hết vậy? Mọi hôm em nói líu lo như chim đó mà. Phải, lạ ghê. Con chim nhỏ hót vang lừng bữa nay im ru. Đưa tay cho anh coi. Hả? Trời ơi. Các anh ơi, em không thể nói được, không thể nói ra lời. Nhưng em thấy ấm áp và bớt đau đớn nhiều lắm. Em may áo cho các anh phải không? Đây là vải gì mà dày và cứng quá vậy? Hèn gì tay em bị thương nặng quá. Thôi em đừng may nữa. Hèn gì, hôm qua anh nằm mơ thấy mẹ về nói rằng chúng ta sẽ có áo mới. Anh nghĩ đây không phải áo thường đâu. Liz ơi, em giỏi quá. Thôi anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Liz ơi, các em ơi. Angelo, em đừng khóc nữa. Hãy dành nước mắt để chiều về nhỏ lên hai bàn tay sưng đỏ của em Liz, cho em ấy đỡ đau. Hôm qua anh nhìn thấy nước mắt của em làm cho tay của Liz bớt sưng nhiều đó. Đúng vậy, em ấy rất can đảm. Em ấy đang làm việc gì đó, chịu lời nguyền và quan quốc nào đó để mong cứu chúng ta. Em ấy rất tin vào điều em ấy làm. Đúng vậy, chúng ta thương em ấy nhiều lắm. Các ngươi biết đây là đâu không? Hình như đây là một đảo hoang không có người ở. Ta chỉ ghé vào xem một lúc thôi. Tôi thấy có khói. Hình như xa xa kia có người. Chúng ta vừa vượt biển rất mệt. Đức vua hãy lên đó nghỉ ngơi. Haman, ngươi đưa ống dòm cho ta xem. Hình như có một người đang làm gì đó. Ôi, một cô gái xinh đẹp quá. Nàng là ai? Sao ở một mình trên đảo này? Hoàng thượng, tôi trông cô gái này không phải là người ở biển hay rừng. Cô ta có vẻ đẹp quý phái, lạ lắm. Ta cũng nghĩ như ngươi. Này cô gái kiều diễm kia, cô tên gì? Cô kia, nhà vua hỏi sao không trả lời? Tại cô làm sao vậy? Ôi, tội nghiệp nàng quá. Ta là Richard, bên cạnh xứ của vua Odi. Nàng có nghe nói về đất nước của ta không? Trời ơi, thì ra đó là Richard, hàng xóm gần gũi của nước ta. Sao ta có thể gặp chàng ở nơi xa xôi vậy chứ? Ta muốn hỏi thăm vua cha quá. Ta đi khám phá những miền đất mới bằng tàu biển, lên đến nhiều ngày rồi tình cờ cập bến này. Ta không ngờ có một tuyệt sắc giai nhân ở đây. Đức vua, chúng ta không thể ở lâu, phải xuôi dòng nước ấm trở về thôi à. Cô gái, nàng theo ta về đất nước của ta nhé. Nàng quý phái, đẹp người đẹp nết như vậy, không thể ở nơi này được. Nàng hãy tin ta, về đất liền với ta, ta không làm hại nàng đâu, ta hứa. Nàng không nói được phải không? Hay ra dấu, ta sẽ làm theo ý nàng. Theo vua đi ra về gần nhà, mong rằng lúc may xong áo, các anh sẽ trở lại thành hoàng tử ở gần với đất nước của ta. Nhưng ở nơi đó không biết có dây tầm ma để may áo không. Ta xin vua đi hái thêm mới được. Còn các anh nữa, ta sẽ để lại dấu tích, hy vọng các anh sẽ biết và bay theo ta. Đức vua, tôi nghi ngờ cô gái này quá. Không nói không rằng, dẫn chúng ta vô nghĩa trang để làm gì? Đức vua coi chừng ả là phù thủy đó. Người thật đa nghi. Phù thủy sao có thể xinh đẹp thánh thiện như vậy được? Ta linh cảm đây là người tốt, rất tốt nữa là khác. Người hãy tin vào linh cảm của ta đi. Đức vua, tôi cũng có linh tính của mình. Tôi nói không sai đâu, cô ta đáng nghi lắm. Để rồi ngài coi. Nàng ấy vẽ hình tên cướp biển giống ta ghê. Các anh ơi, em gặp vua đi ra, ngài là người tốt. Nếu em cãi lại ngài ấy không chịu về đất liền thì sẽ rắc rối phiền hà cho chúng ta.
em sẽ tiếp tục may áo cứu các anh. Hãy bay đến đất liền với em nhé. Tạm biệt. Đức vua, ngài đã già yếu, hơn nữa không thể bỏ việc triều đình mà đi đâu được. Ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi, các hoàng tử và công chúa sẽ trở về. Charlie à, ngươi nghĩ coi, ta có con cái đông đúc mà phải quạnh quẻ, còn hoàng hậu nữa, nàng cứ đi đâu mất biệt, ta chịu không quản được nàng luôn. Nếu đức vua biết rõ hoàng hậu đi đâu làm gì thì ngài không mất con đâu ngài ơi. Charlie, ngươi thật hỗn láo. Ý ta coi ngươi là bạn mà muốn nói gì cũng được sao? Ngươi cũng dám nghi ngờ hoàng hậu Rosa của ta. Đến đâu, đánh hắn 20 roi cho ta. Dạ, dạ. Đức vua, xin ngài dừng tay. Đau quá, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngài đừng u mê nữa, hãy tỉnh táo lại đi. Hãy cho ta biết nàng là ai. Chỉ những cô gái quyền quý mới có được cung cách như này. Ta thật may mắn khi gặp được nàng. Đức vua, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi. Khi tôi không thể nói chuyện với ngài, hãy cho tôi thời gian để cứu các anh trước. Ta thấy lúc nào nàng cũng như muốn nói với ta điều gì đó. Nàng yên tâm, ta không làm gì có hại cho nàng đâu. Sau đó tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để đền đáp công ơn của ngài. Coi kìa, họ khiêu vũ với nhau thật tình tứ. Nhưng cô gái kia là ai? Ta phải làm sáng tỏ để đức vua không u mê nữa. Ta cho để trong phòng đống cành lá và chiếc áo bằng lá cây nàng may xong. Tất cả đều quen thuộc với nàng. Nàng cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. Cần gì thêm, nàng hãy cho ta biết. Cảm ơn ngài đã hiểu lòng tôi. Nàng cười rồi. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi ta gặp nàng đó. Các em nghe đây, anh biết là các em rất cực khổ. Thay vì được nghỉ ngơi an toàn ở trên đảo Thiên Nga, thì bây giờ chúng ta phải theo Liz bay ngược trở về. Trong đêm tối bão tố, phải đứng chen chân như thế này. Anh đừng lo, chúng em hiểu mà. Chúng ta không thể bỏ mặc em ấy được. Em ấy bị bắt làm tù binh rồi. Angelo, em cứ hở ra là khóc. Liz đã để lại tín hiệu cho chúng ta là em ấy theo nhà Yuri Jack. Vậy ngày mai chúng ta cố gắng bay nhanh để đến được đất liền nơi em ấy ở. Em linh cảm Liz gặp may hơn rủi, và anh em chúng ta cũng sắp được cứu rồi. Hãy tin vào em ấy đi. Nhưng đáng tiếc, ban đêm chúng ta không thể nào bay được. Mẹ Alice ơi, bà Tim Morgan ơi, xin hãy giúp con thêm can đảm chịu đựng những cơn đau khủng khiếp này. Con đã may được tới chiếc áo thứ 7 rồi. Tội nghiệp con gái ngoan của tôi. Con hãy cố gắng con nha. Việc sắp xong rồi, các anh con sẽ trở lại thành người. Cha con sẽ vui mừng. Lúc đó mẹ mới được yên lòng. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Con mừng quá. Mẹ ở đây với con. Đã lâu lắm rồi con không nói chuyện với ai. Mẹ ơi, con ngủ đi. Ngủ một chút sẽ đỡ đau. Mẹ đi thăm các anh của con. Mẹ nhớ chúng lắm. Mẹ ơi, con đi với. Con muốn gặp các anh lắm. Không được, con phải ở nhà may áo cứu các anh. Con không nhớ sao? Mẹ thương tất cả các con, nhưng làm mẹ lúc phân ly là vậy. Gần đứa này thì phải xa đứa kia. Sợi tà ma rồi. May quá, lúc sáng ta đã thử tìm đường ra nghĩa trang trước. Giờ ta đi hái cũng nhanh. Thật sợ quá. Liz ơi, hãy can đảm. Liz hết can đảm nha. Có một bụi to cành tầm ma kia. Cố lên.
Ta hãy giúp nàng đây. Mau mau quay về trước khi đám phù thủy ở đây phát hiện và muốn bắt giữ nàng. Mau lên. Về đất liền rồi. Từ hôm nay chúng ta chỉ bay quanh quẩn ở đây để chờ tin của em Liz. Buổi tối chúng ta bay ngược ra bãi biển ngủ phải không anh? Phải, chỉ đất liền và bờ biển thôi, không ra khơi nữa cho đến khi gặp được em Liz. Tuân lệnh anh. Ngài pháp sư, giờ thì các quan đã ra về hết. Ngươi có chuyện riêng gì muốn nói với ta thì nói nhanh lên. Xin đức vua hãy lắng nghe lời chân tình của hạ thần. Thần thề đó là sự thật. Ngươi bài vẽ quá. Trước giờ ta đâu có nghi ngờ gì ngươi. Đức vua, tối qua nàng Lít yêu dấu của ngài lén lút ra khỏi hoàng cung, một mình đi tới nghĩa trang Lơ Xoa. Ngươi nói sao? Nghĩa trang Lơ Xoa cách đây 2 dặm. Nàng làm gì ở đó? Sao ngươi biết? Xin đức vua tha lỗi, thật rất nghi ngờ hành tung khó hiểu của nàng này, nên luôn để ý theo dõi. Không sao đâu, ta biết ngươi cảnh giác cũng vì sự an nguy của ta. Nói tiếp đi. Thần theo sát gót mà nàng không hay biết. Nàng đến nghĩa trang như một người đã thạo đường đi nước bước từ lâu. Nàng không tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Ta hiểu rồi. Liz đi hái loại cây gì đó để may áo. Không sao đâu, ngươi yên tâm. Một người đáng nghi như vậy sao có thể làm vợ vua được ạ? Ta yêu nàng nên ta đã quyết định rồi. Ngày mai ta vẫn làm lễ cưới với nàng. Đức vua không tin lời tôi sao? Ta tin chứ. Nhưng ta tin vào tình yêu của ta và sự lương thiện của nàng hơn. Để ta ngắm coi. Nàng đẹp lắm. Nàng sẽ là hoàng hậu của vương quốc này. Khi im lặng là điều duy nhất em có được. Em sẽ biến nó thành nỗi im lặng hân hoan. Nàng đừng lo lắng. Tuy chung quanh người ta gièm pha nàng không ngớt, nhưng ta tin có ngày nàng sẽ mở lòng nói với ta những gì nàng đang chịu đựng. Hoàng hậu, sáng rồi, nàng dậy đi. Cả đêm qua nàng vất vả lắm phải không? Người nói sao? Hôm qua là đám cưới của vua Richard. Sao giờ này ta mới nhận được thiệp mời? Trễ quá. Ta thất lễ với láng giềng rồi. Ta phải phạt ngươi. Đức vua ơi, hoàng hậu không cho thần đưa thư sớm. Hoàng hậu đâu rồi? Tại sao nàng lại làm vậy? Hoàng hậu nghe nói vua Richard cưới vợ đẹp lắm, hoàng hậu không thích. Ngươi là ai mà tự dưng dèo một cái nhảy vô đây? Thưa đức vua, ngài không cần biết tôi là ai. Tôi đến đây vì các con của ngài. Các con của ta? Ngươi biết sao? Hãy nói ta nghe coi. Thưa đức vua, ngài có tin vào phép thuật không? Ngài có biết câu những ai không tin vào phép thuật sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng không? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Các con của ngài bị phép thuật làm hại nhiều năm nay mà ngài vẫn vô tâm không biết. Muốn cứu họ, chỉ có phép thuật trị phép thuật được thôi. Vì vậy, ngài hãy mau mau qua bên nước của vua Richard đi. Người hãy giữ chai thuốc này thật kỹ, không được cho hoàng hậu trông thấy. Người hãy đi cùng đức vua qua xứ Richard đi. Bàn tay của chàng dịu dàng như tay mẹ. Tình yêu của chàng làm ta bớt đau đớn. Nàng cần phải may bao nhiêu chiếc áo? Sắp xong rồi. Nàng đang bắt đầu cái cuối cùng phải không? Trời ơi, còn cái cuối cùng lại thiếu dây tầm mà. Ha 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 ha!
Hoàng hậu thật sự nàng rất quen thuộc với nơi này sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là phù thủy? Thật đau đớn, nhưng ta buộc lòng phải giam nàng ở nơi tối tăm này. Làm sao ta có thể giải được nỗi oan này đây? Lisa ơi, anh tới nè. Các anh đi tìm em quá chừng. Lisa ơi, tay em còn đau không? Ra đây, anh nhớ em lắm. Lisa ơi, anh nghe nói sáng mai em bị lên vàng lửa. Sao người ta có thể gọi em là phù thủy được? Anh ơi, em còn chiếc áo cuối cùng của anh chưa may xong. Trong đêm nay em sẽ cố gắng. Liz ơi, có gì oan ức em cứ nói ra, đừng im lặng chịu đựng nữa. Không cần gì cứu các anh mà em phải chết đâu. Bánh này em thích nè, các anh bay về tận bếp hoàng cung nhà mình để lấy cho em đó. Anh có gặp được cha không anh? Em nhớ cha lắm. Em muốn hỏi anh có gặp cha phải không? Không thể gặp cha em ạ. Các anh rình mò vô bếp lấy miếng bánh như đi ăn trộm vậy đó. Thôi, anh lại phải đi. Hẹn mai gặp em nha. Liz ơi, can đảm lên em. Haman, ta muốn dời cuộc hành hình sáng mai. Ta cần phải suy nghĩ và xác minh thêm. Không nên, thưa đức vua. Ngài có nghe tiếng dân chúng ngoài kia không? Họ rất bất bình. Ngài hãy đặt ý dân lên trên hết. Ta biết, nhưng ta đau buồn lắm. Thôi, người lui ra đi. Phải hạ quyết. Viện trợ bà phù thủy ở lớp hoàng hậu đi. Đi đi. Nàng Cầm ơi, ta yêu nàng biết bao nhiêu. Ta đã bất chấp hết để cưới nàng, nhưng sao nàng lại là phù thủy chứ? Em đã mệt lắm rồi, còn chiếc áo của anh Angelo nhất định tối nay em may tiếp. Viện trợ phù thủy đi. Hãy viện trợ phù thủy. Hãy viện trợ phù thủy đi. Ta phải cố gắng trong giờ phút cuối cùng. Còn một chiếc áo nữa thôi. Viện trợ phù thủy đi. Hãy viện trợ phù thủy. Hãy viện trợ phù thủy đi. Mà còn bao lâu nữa thì trời sáng? Trời gần sáng rồi, xin đức vua hãy dậy dẫn mắt một chút. Theo tục lệ, từ đây đến lúc hành hình, ngài không được gặp hoàng hậu nữa đâu à. Tục lệ? Tục lệ? Ngươi chỉ biết có tục lệ hay sao? Charlie, chúng ta đến nước Richard có bất ngờ lắm không? Chúng ta nghe lời pháp sư Peter để đi cứu các con ta, nhưng ta linh cảm có điều gì sẽ xảy đến với chúng ta, không biết đó là lành hay dữ. Đức vua ơi, chúng ta mang quà cưới đến cho vua đích cha. Dù có trễ, chúng ta vẫn là khách mời của nhà vua nước láng giềng, nên đức vua cứ yên tâm. Vui lòng mở cửa, xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi, xin vui lòng cho chúng tôi yết kiến vua Richard. Các ngài là ai? Sáng tinh sương đến đại náo hoàng cung hay sao? Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi, có việc rất gấp xin ý kiến hoàng đế Richard. Xin các ngài thứ lỗi, vui lòng trình quốc thư nếu muốn gặp nhà vua. Với lại mặt trời chưa lên, hoàng cung chưa thể tiếp các ngài được. Chúng tôi không có nhiều thời gian, xin ngài hãy cấp báo với vua Richard giúp ạ. Chuyện khẩn thiết lắm. Ta đã nói các ngươi trình quốc thư ngay mà, không có thì biến đi. Chuyện gì mà gấp gáp lúc tinh mơ? Hơn nữa nhà vua của ta rất bận, cần chuẩn bị cho cuộc hành quyết đặc biệt của hôm nay. Nè tính ra, đừng làm gì đà cản mũi chúng ta, phải đi cứu em gái chúng ta thôi. Trời ơi, quá ghê quá. Quân lính đâu? Mau đến bắt những người này cho ta. Chuyện gì ồn ào quá vậy? Đức vua đến, hãy chào đón. Vua Richard đến rồi, may quá. Ôi, một đàn thiên nga trắng muốt dũng mãnh. Sao chúng lại đeo dương miệng vậy? Charlie, ngươi nhìn xem, dân chúng đông quá. Đám cưới kéo dài tới ngày hôm nay sao? Cô gái câm kia, ngừng tay lại, nghe lệnh quả thiêu đây. Haman, hãy để nàng ấy may thêm một lúc nữa.
Một lúc nữa thôi. Tân hoàng hậu đây sao? Sao mới đám cưới mà lại bị hành hiếp? Cô gái này... Hoàng hậu lên chàng nữa. Bắt đầu. Chiếc áo cuối cùng vẫn chưa kịp đan xong phần cánh tay, nhưng không còn thời gian nữa, nên các anh hãy bao mặc vào để quá giải lần. Thì cha ơi, vậy em nói được rồi, em vô tội. Đây là các anh của em, mừng một hoàng tử xưa Âu đi. Hỡi tất cả mọi người, hoàng hậu chính là công chúa Lý xưa Âu đi, và đây là nước vua, cha của nàng. Vì cứu các anh khỏi chiếc thiên nga nên chịu quá nhiều đau đớn khổ sở. Em Liz vô tội. Vậy là nàng Liz đã kịp cứu các anh mình và được giải quan. Hai nước Audi và Richard trở thành một nhà, người dân được chăm lo ấm no. Vua Richard đã có người vợ thánh thiện như pha lê. Sự trong sáng và tình yêu thương của nàng Liz đã biến tà thuật thành phép màu, mang lại cuộc sống tươi đẹp cho tất cả mọi người. Vua Audi đoàn tụ cùng các con, sống cuộc đời hạnh phúc cùng nhau. Còn Rosa, mụ phù thủy với lòng tham và sự đố kỵ, trong lúc ghen tức vì biết tin phép thuật của mình bị phá bỏ, đã nóng giận và làm đổ mọi loại thuốc mà bà có, khiến bà hoàn toàn mất đi phép thuật, sống cuộc đời cô độc mãi về sau. Ngày xưa ở vùng Tây Nguyên có hai anh em. Người anh tên Pha vốn trầm tĩnh, khéo tay, trắng trẻo và thổi sáo rất hay. Trái ngược với người anh trai, người em tên là Dông lại đen đúa xấu xí, nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi. Pha và Dông mất cha từ sớm, vì hai anh em bị vua quan ăn trộm chỉ đỏ mà mẹ phải đi ở cho chúa làng. Nhưng chẳng may mẹ của hai anh em cũng qua đời từ khi Dông và Pha lên 8 lên 10. Từ đó, Pha thay mẹ chăm sóc Dông lớn lên và rất yêu thương nhau. Hôm nay em tìm được măng sao? Lại còn bắt được cá nữa. Em đào mãi mới được 2 cây măng. Cá dưới suối nhiều. Anh dạy em cưỡi voi đi. Em tập mãi mà nó chưa chịu cho em cưỡi. Mày kiên nhẫn để Dông tập nha. Dông còn nhỏ, chưa hiểu được ý mày, nên mày không thích hả? Cúi xuống cho Dông trèo lên lưng nghe. Thằng quỷ nhỏ đâu? Ngươi lại trốn đi ngủ rồi phải không? Chủ nhân gọi con có chuyện gì vậy? Hãy nhìn đám người kia đi. Ai cũng gầy gò, khô héo, không vừa mắt chút nào. Mau đi kiếm một con trai trắng trẻ đẹp béo tốt về đây cho ta. Ôi, tại chủ nhân không cho tụi nó ăn uống, suốt ngày bắt tụi nó đi nhảy nhót hát hò nên mới vậy đó. Mày nhiều chuyện quá đi. Đi nhanh lên, không tập nói ngươi. Leo lên cái cá bây giờ. Anh ta giỏi quá à. Khi nào em mới thổi sáo hay đến mức mê hoặc được cả muôn thú như anh? Tối về anh sẽ dạy cho em. Giờ em đưa voi ra tắm, nó thích được kỳ cọ lắm. Em tắm cho nó sẽ càng thích em. Mình đói đến mức qua mắt rồi đây nè. Có con heo bé xí cũng không mắc nổi nữa. Con nhìn thấy hắn là chạy về báo cho chủ nhân liền. Chủ nhân soi gương nhìn thử đi, hắn trẻ đẹp
béo tốt như người cận vậy đó. Gương thơm, mau hiện cho ta thấy nào. Thằng đen đúa xấu xí vậy. Không phải người đó, người con nói đang ở trên cái cây thổi sáo kìa. Hắn thật là đẹp trai, da trắng mịn, tóc đen nhanh, lại còn thổi sáo hay nữa, rất thích hợp làm chồng ta. Chắc Dông đã tắm cho voi xong rồi, chuẩn bị về thôi. Anh Pha, em đứng được trên lưng voi rồi nè. Dông, Dông ơi, cứu anh với. Chuyện gì xảy ra với anh Pha vậy? Anh Pha ơi! Anh Pha! Anh Pha ơi! Anh Pha ơi! Anh đâu rồi? Cậu bé, sao lại ngồi khóc ở đây? Cháu đi tìm anh cháu. Lúc nãy trong rừng, có một đám mây đen đến cuốn anh cháu đi rồi à. Đám mây đen sao? Vậy anh trai cậu bị quỷ dữ bắt rồi. Nó rất thích bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt. Quỷ dữ sao? Ông ơi, cháu phải làm gì để cứu anh cháu à? Không cứu được đâu, quỷ mạnh lắm. Trước giờ chưa thấy trai làng nào bị bắt mà trở về hết. Cháu về báo cho cha mẹ biết đi. Cha mẹ cháu mất lâu rồi, còn mỗi anh trai giờ lại bị quỷ bắt đi. Cháu biết sống làm sao đây? Thật là tội nghiệp. Cháu về nhà đi, ở trong rừng nhiều thú dữ lắm. Anh Pha bị quỷ bắt đi rồi, chỉ còn tao với mày thôi. Đây là đâu? Ai đưa mình đến đây? Chào mừng ngươi đến nhà của ta. Ta xin giới thiệu ta là... Sắc đẹp của ta làm hắn say mê đến ngất đi sao? Ê! Nè! Ngươi mau tỉnh dậy đi! Lại một tên xấu xí nữa! Ngươi... Ngươi là ai? Ta là quỷ nhỏ, tay sai trung thành của quỷ chúa. Ngươi đừng có sợ, ngươi đã được chủ nhân chọn làm chồng, ngươi sẽ không bị treo lên vách đá như mấy tên gầy gò ốm yếu kia đâu. Đúng là một chàng trai đẹp. Ngươi cũng được việc đó, quỷ nhỏ. Ngươi thổi sáo rất hay, hãy thổi sáo cho ta nghe tiếp đi. Đúng rồi, mình sẽ thổi sáo mê hoặc chúng, rồi bỏ trốn khỏi động, tìm đường về nhà với chồng. Được, ta sẽ thổi sáo cho ngươi nghe. Nhưng cây sáo của ta đã bị rơi ở trong rừng rồi, hãy tìm sáo cho ta. Ngươi mau tìm cây sáo đó để chồng ta thổi cho ta nghe trong lúc ăn tối. Ôi, tưởng tượng đến cảnh đó là ta đã thấy thích rồi. Dạ, vậy để con vào rừng tìm, chắc sẽ dễ tìm thôi. Tối đen như mực mà còn bắt mình đi tìm cái sáo nữa. Quỷ dữ mà cũng muốn thưởng thức âm nhạc. Nhớ rừng này có ma không ta? Ủa? Ủa? Mình là quỷ mà, ai thấy mình cũng phải sợ, chứ mình có sợ gì đâu. Ma chỉ là bọn tầm thường với lũ quỷ của chúng ta mà thôi. À, đúng
cái cây này rồi. Ây da, nhưng mà trời tối quá, làm sao tìm được đây ta? May quá, mình thấy cây sáo rồi. Pha, anh về rồi phải không? Ai cũng nói bị quỷ bắt thì sẽ không về được. Anh Pha ơi, em nhớ anh quá. Không có anh, ai sẽ dạy em săn bắt? Ai dạy em cách hái rau, hái quả không độc đây? Mình phải tìm cách cứu anh Pha. Chắc chắn có cách để diệt quỷ dữ. Giờ phải đi hướng nào mới đến núi quỷ đây? Anh ơi, đường nào đi đến núi quỷ ạ? Em đến núi quỷ để làm gì? Diệt quỷ, cứu anh trai ạ. Em như vậy mà đòi diệt quỷ sao? Em thấy anh có khỏe mạnh, cao lớn không? Em không sợ, anh cứ chỉ đường cho em đi. Có chuyện gì, đừng trách anh không cản nghe. Làm sao để vượt qua đây? Đây là con đường duy nhất để đi đến núi quỷ. Voi ơi, đừng sợ. Xông lên, chúng ta phải vượt qua để cứu anh Pha. Ta ra suối, hút nước dập tắt con lửa kia. Mình tự quyết tâm thì sẽ làm được, nhưng mình quá yếu, làm sao để cứu anh Pha đây? Tìm mãi mà không thấy được cái sáo nào. Đúng cái sáo đó rồi, chắc nó là em trai của tên kia. Dông vẫn không nản lòng, đi khắp nơi tìm cách lên núi diệt quỷ, nhưng chẳng ai giúp được. Sao mày lại dừng? Mày đói rồi sao? Hay là mày muốn nghỉ? Có ai không? Cứu tôi với. Ông bị sao vậy ông? Ông cần cháu giúp gì không? Ta từ miền xuôi lên đây thăm bà con, không may bị ngã, đi không được. Ông ơi, ông lên voi cùng cháu, cháu đưa ông đi. Nhưng mà già đôi quá, già muốn ăn, muốn nghỉ ngơi. À, cháu còn một miếng thịt rừng khô, ông ăn tạm rồi uống nước cho đỡ đói. Để cháu dựng tạm chòi lá cho ông nghỉ ngơi. Ông già rồi, chân lại đau, ở ngoài sương lạnh không tốt đâu. Cậu còn nhỏ tuổi mà biết nghĩ cho người khác quá. Ông là ai vậy ạ?
Ta là thần núi Chư Lây, cai quản khắp vùng rừng núi này. Hôm nay con đã rất tốt bụng, giúp ta được ăn no, ngủ ấm. Thần núi, xin ngài hãy giúp con cứu anh trai bị quỷ dữ bắt đi. Ta biết con rất dũng cảm, vì tình yêu thương với anh trai mà không ngại đường xa nguy hiểm tìm diệt quỷ. Nhưng con không thể đến được núi quỷ, ai cũng khuyên con quay về. Tài và sức của con chưa đủ để diệt quỷ đâu. Chính ta đã lệnh thần lửa hiện lên ngăn cản con lên núi quỷ. Thần núi, sao ngài không diệt quỷ cho dân làng được bình an? Ta là thần núi, nhưng sức mạnh cũng có giới hạn. Quỷ dữ có gương thần của thần mặt trời, ta đấu không lại. Con sẽ tìm mọi cách diệt quỷ, xin ngài hãy giúp con. Con hãy trồng hạt giống này trên đỉnh núi bên cạnh núi quỷ. Mỗi ngày con tự mình lấy nước dưới chân núi lên tưới cây đủ 7 lần. Khi nào cây lớn, ta sẽ đến gặp con. Con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con sẽ cố gắng. Mình không mơ, chắc chắn không phải là mơ. Sao nó vẫn không bị mê hoặc bởi tiếng sáo của mình? Có lẽ đây không phải là cây sáo của mình nên không mê hoặc được nó. Vậy là mình hết đường trốn thoát. Ngươi thổi sáo tiếp đi, ai cho ngươi dừng lại? Ngươi đừng thấy ta cưng chiều ngươi mà lên mặt. Ngươi làm ta không vui rồi đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, em trai của nó đang được thần núi Chư Lây giúp đỡ đi cứu nó rồi kìa. Dông đang đi cứu mình sao? Nguy hiểm lắm Dông ơi. Lại một tên trắng đẹp thổi sao hay nữa sao? Để ta lấy gương thần xem nào. Hắn đen thui. Lại là tên nhóc điên đứa gầy còm xấu xí đó. Nó đang hì hục leo lên đỉnh núi bên kia. Thần núi đánh nhau với ta bao trận đều ôm thương tích trở về. 10 lão già ấy giúp sức thì nó cũng không làm gì được ta đâu. Nhưng mà ngươi cũng nên đi theo nó chọc phá cho ta có trò tiêu khiển, xem nó làm được gì nào. Nhặt giống lên rồi tao sẽ thưởng cho mày lũ chim non béo ngậy. Nhớ đừng có làm ồn đó nghe chưa. Như có một người có hình thù rất kỳ dị từ trong bụi cây xông ra định cướp hạt giống của mình. Chẳng lẽ là quỷ dữ? Nó sợ mình trồng được cây rồi sẽ tìm cách cứu anh Pha nên nó phá sao? Mình ngụy trang như vậy chắc không ai biết đâu. Thôi, phải đi lấy nước về tưới mới được. Mình phải cố lên, không được nản lòng. Anh Pha đang đợi mình đến cứu. May quá, chỗ mình gieo hạt vẫn còn nguyên, chắc hạt giống sẽ không bị cướp nữa đâu. Nảy mầm rồi.
Hoàng đại mập rồi, sắp thành cây rồi. Ta không thèm phá ngươi đó chứ. Để ta xem cái cây ngươi trồng sẽ làm được chuyện gì. Dông không quản mệt nhọc, nghe lời thần núi, ngày ngày gánh nước tưới cây đủ 7 lần. Cái cây này thật không phụ công mình gánh nước từ sáng đến đêm. Cái cây ngày càng lớn càng cần nhiều nước hơn. Để xem ngươi đủ sức gùi nước cả ngày không. Cây ngày càng cao lớn, dông càng phải gánh nước nhiều hơn để tưới cây. Mình phải gánh nước tưới cây đến khi nào đây? Mình mệt quá, đói bụng quá. Tội nghiệp thằng bé, vì anh trai mà chịu bao khổ cực. Đây là mật ong quý, nó sẽ giúp con đỡ mệt. Mình nghe thấy tiếng của anh Pha kêu cứu, sao mình lại ngủ quên ở đây ta? Mình phải tiếp tục gánh nước tưới cây để từng núi còn giúp mình. Mình không được bỏ cuộc. Ngươi thật lì lợm, vì mê tiếng sáo của ngươi nên ta mới cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi mau thổi sáo cho ta nghe đi. Ta không có hứng. Cái tên quỷ nhỏ kia đâu rồi? Ta đang tức giận, phải tìm nó xả mới được. Quỷ thần ơi, hắn ta đẹp trai quá, lại còn khỏe mạnh, dũng mãnh nữa, rất hợp làm chồng ta. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đâu rồi? Chủ nhân, chủ nhân gọi con hả? Con đang tính báo cho chủ nhân biết cái cây của em trai tên Thổi Sáo đã cao bằng đầu người rồi. Kệ hắn đi, ta không quan tâm, ta tìm được chồng mới rồi. Người nhốt tên kia lại, thỉnh thoảng hắn thổi sáo cho ta nghe cũng đỡ buồn. Ta đi bắt chồng mới đây. Quỷ nhỏ cũng dần quên dông, không đến quấy phá nữa. Dông vẫn kiên trì gùi nước tưới cây mỗi ngày như lời thần núi dặn. Qua 3 mùa rẫy, dông trở thành một chàng trai cường tráng. Cây đã trở nên cao to, tay người ôm không xuể. Con giỏi lắm, thời gian thử thách của con đã hết rồi. Thần núi Chư Lây, xin ngài giúp con cứu anh trai. Ta không nhìn sai, ta biết thế nào con cũng vì thương anh mà vượt qua được gian khổ để trồng được cây lớn như lời ta dặn. Ta bắt con trồng cây trên đỉnh núi, rồi gánh nước từ chân núi tưới cây ngày 7 lần. Ta nghĩ con sẽ bỏ cuộc vì cực khổ và chấp nhận việc không thể diệt được quỷ. Không ngờ con lại kiên trì đến như vậy. Chưa diệt được quỷ, cứu được anh trai thì con không bỏ cuộc. Ta nghĩ bây giờ con đã đủ tài và sức để đánh nhau với quỷ rồi. Cậu bé Đam Dông đã trưởng thành rồi. Ta sẽ giúp con, nhưng cũng phải dựa vào sức mạnh và ý chí của con nữa. Ta tặng con thanh kiếm và cái khiên. Ngựa trắng này có thể chạy vạn dặm qua bao đồi núi. Con hãy giữ quả bầu khô bên mình. Khi nào không chống đỡ nổi quỷ dữ thì hãy mở ra. Hãy mau đi cứu anh trai mình đi. Dạ. Quỷ dữ, ta đến tiêu diệt cô đây. Dạ. Quỷ dữ đâu? Mau ra đây, trả anh trai lại cho ta. Đứa nào dám đến phá giấc ngủ của ta? Ngươi thật xấu xí, vậy mà lại đi bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt họ. Đứa nào dám nói ta xấu xí? Ta là quỷ đẹp nhất trong các loài quỷ. Chết
cha ơi, dũng sĩ nào đây? Cường tráng quá, đẹp trai quá. Tôi hơi đen một chút nhưng không sao, vẫn thích hợp làm chồng của ta. Ai dám làm chồng ngươi? Mau trả anh trai lại cho ta. Lần đầu tiên có chàng trai đến tận núi quỷ tìm ta đó. Ta không phải tự đi bắt chồng. Mà anh trai ngươi là ai? Anh pha của ta, da trắng tóc xoăn, thổi sáo rất hay. Cách đây 3 mùa rẫy ngươi đã bắt đi. Mau thả anh ta ra. Nó là em trai của tên thổi sáo đó. Thì ra là thằng nhóc đen đúa xấu xí hồi đó. Anh ngươi thổi sáo hay nên ta chưa ăn thịt đâu. Hey, ta phải tiêu diệt ngươi, cứu anh trai về. Tiêu diệt ta sao? Thật là buồn cười. Con đi lấy gương thần cho chủ nhân. Ta là quỷ, hắn là người, làm sao hắn đấu nổi ta? Không cần gương thần, ngươi sợ thì lo vào động mà trốn đi. Bảo thả anh trai ta ra. Để ta xem bản lĩnh ngươi đến đâu. Ngày nào ta cũng leo núi gùi nước tưới cây từ sáng đến đêm. Người có chạy qua bao nhiêu ngọn núi, ta cũng sẽ đuổi kịp. Tóc của ta đã ít, mà ngươi còn dám cắt đứt tóc quý của ta. Mà sao mất tích rồi? Mình vẫn thấy mùi của quỷ dữ gần đây. Mày có ngửi thấy mùi của quỷ không? Bông hoa kỳ lạ quá. Bãi cỏ này chẳng có bông hoa nào. Chắc là quỷ dữ biến thành để lừa mình rồi. Ngươi định che mắt ta sao? Quỷ dữ đã bị tiêu diệt rồi. Mau quay về động quỷ cứu anh trai ta. May quá, nó cũng chịu nhúc nhích. Mỗi lần đẩy được một ít chắc chắn sẽ mở được cửa động vào trong cứu anh trai. Ngươi nghĩ đã diệt được ta sao? Đừng tưởng bở. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Ngươi đừng nói láo. Nếu không có gương thần, ngươi cũng chỉ là con quỷ già nua xấu xí, làm trò biến hình dọa người thôi. Ta ghét nhất ai nói ta xấu xí. Có thường
chịu làm chồng ta thì chúng ta sẽ làm chủ tất cả những ngọn núi cánh rừng. Ngươi là quỷ dữ chuyên hại con người, đừng hòng dụ dỗ ta. Trốn rồi sao? Người tránh ra để ta đưa người của ta đi. Nếu không, ta sẽ ném anh ngươi xuống chân núi. Hắn chắc chắn sẽ chết. Anh Pha, anh Pha ơi! Là giọng của Dông, nhưng người kia lạ quá. Anh Pha ơi, anh hãy gọi sao đi. Ta không xấu xí, ta là con quỷ đẹp nhất thế gian. Tạ ơn ngài đã giúp đỡ con. Chính lòng dũng cảm và tình yêu dành cho anh trai đã giúp con diệt được quỷ dữ. Dũng sĩ Đam Dông, ta thay mặt núi rừng cùng các buôn làng cảm ơn con. Các con hãy mau trở về vui cùng buôn làng đi. Lúc bị quỷ bắt đi, anh đã kêu lên: Dông ơi, cứu anh với. Lúc nào em cũng nghe tiếng anh kêu cứu văng vẳng bên tai. Anh là anh trai của em, sao em bỏ anh được? Em thật dũng cảm. Cũng may có tài thổi sáo của anh giúp sức. Quỷ mạnh lắm, em đấu không lại đâu. Buôn làng mở hội tưng bừng chào đón, tung hô cảm ơn dũng sĩ Đam Dông đã diệt được quỷ dữ và cứu các trai làng trở về. Dông và Pha trở về nhà sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Ngày xưa có gia đình họ Thạch hiếm muộn, làm nhiều việc ơn động đến lòng trời. Ngọc Hoàng sai thái tử xuống trần đầu thai vào nhà ông bà Thạch, sinh ra được người con trai Tuấn Tú. Bà Thạch đặt tên là Thạch Sông. Tội nghiệp, một có cha mẹ từ nhỏ mà chăm chỉ, tháo giác cậu sẽ tìm được người vợ ngoan hiền. Dạ. Ta nhớ thái tử quá nên xin Ngọc Hoàng xuống đây để thăm thái tử. Kiếp trước cậu là thái tử con Ngọc Hoàng, kiếp này xin vào nhà họ Thạch để cứu người độ dân. Con sống một mình nơi đây cô độc quá. Sắp tới sẽ có người đến kết thân, nhưng hiểm nguy cũng từ đó mà xảy đến. Để biến họa thành phúc, từ hôm nay ta sẽ đến dạy dỗ cho người. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thạch Sanh ơi, Thạch Sanh! Thạch Sanh ơi, Thạch Sanh! Anh Lý Thông tìm em có việc gì? Từ lâu anh đã rất quý em. Nhà anh chỉ có mình anh cô độc. Này đến đây xin được kết nghĩa huynh đệ. Được, vậy chúng ta cùng kết nghĩa huynh đệ. Anh may mắn còn có mẹ. Em về cùng với anh chăm sóc mẹ. Chúng ta thành một gia đình. Yến là anh em một nhà, nhưng thực chất mẹ con nhà Lý Thông chỉ muốn lợi dụng sức lao động của Thạch Sanh. Dẫu vậy, Thạch Sanh vẫn luôn coi mẹ con Lý Thông là người thân của mình. Lý Thông, mau nhận chỉ. Năm nay đến lượt con sao? Mẹ ơi, con không muốn chết. Sao triều đình không giết chết con Trăng ấy đi mà hàng năm phải cống nạp thanh niên chứ? Mẹ không muốn con mẹ chết. Chẳng phải nhà mình cũng có một thanh niên khác để thay thế hay sao? Em trai, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh cứ nói, chúng ta là anh em một nhà, còn gì mà anh phải ngại? Đêm nay đến lượt anh gác miếu cổ, mà bận đang trong chừng mẻ rượu, anh nhờ em đi thay có được không? Dạ được. Tội cho anh dạy dột, Thạch Sanh ơi. Em đã giết chết Trăng Tinh rồi sao? Con Trăng này hung dữ quá, nó định nuốt sống em, nên em phải giết nó trừ họa cho dân. Nhưng nó lại là con vật quý của nhà vua, giết nó là lãnh tội khi quân. Vậy giờ em phải làm sao? Đêm qua là phiên gác của anh, nên không ai biết em đến đó. Để anh đi chịu tội với nhà vua. Nhưng anh... Thạch Sanh Đệ, Lý Thông Huynh, anh đến đây có chuyện gì không? Thạch Sanh Đệ, ta nhớ đệ quá. Vừa thoát chết, ta đang tính đi tìm đệ đây. Lúc này đệ sống sao? Đệ quay lại liều cũ, đốn củi đổi gạo sinh sống bình an. Đệ vẫn lo cho huynh. Sao huynh được nhà vua tha tội giết Trăng Tinh? Nhà vua tha tội chết với điều kiện lập công chuộc tội. Là sao? Công chúa Quỳnh Nga, người con duy nhất của đức vua, đã bị con đại bàng khổng lồ bắt cóc đi. Nhà vua yêu cầu ta phải cứu được công chúa về mới khỏi tội chết. Em có cách nào cứu công chúa không? Đại bàng khổng lồ, nó vừa bay qua đây nè. Em nghĩ cách cứu công chúa, anh em ta lập công chuộc tội với nhà vua, hen.
Dạ được. Đại đã bắn tên trúng một cánh đại bàng. Giờ chúng ta đi theo vết máu, có thể tìm thấy nơi đại bàng giấu công chúa. Tốt quá, tốt quá. Chúng ta đi ngay thôi. Với bản tính chính trực, Thạch Sanh lại tiếp tục tin lời Lý Thông đi giải cứu công chúa, mà không chút hoài nghi về lời nói của người anh kết nghĩa gian trá. Để xuống dụ con đại bàng ấy lên đây đi. Huynh ở trên này mai phục chờ bắt nó. Được, huynh cứ để đệ xuống. Hãy mau thả dây cho em ta xuống cứu công chúa. Dạ. Chú có sao không? Thiếp được chàng cứu thì chàng đã là phu quân của thiếp rồi. Thạch Sơn, mau đưa công chúa lên, chúng ta đang đợi. Thạch Sơn, Thạch Sơn còn ở dưới đó, mau mở cửa hang cho Thạch Sơn. Tráng sĩ, cứu ta với. Tráng sĩ, cứu ta với. Ta là thái tử ở thiên cung, bị đại bàng bắt giữ đã lâu. Ta cảm ơn, đã thắng đại bàng, sao tráng sĩ buồn rầu vậy? Miệng hang bị lấp rồi, giờ không có lối ra. Đừng lo, chúng ta đi tìm nguồn nước. Ta có thể rẽ nước thành đường để thoát khỏi nơi đây. Đồ đốc khá lắm, thật là một anh hùng kiệt xuất hiếm có. Dạ, tạ ơn bệ hạ. Như đã hứa, ta sẽ gả Quỳnh Nga cho đô đốc Lý Thông. Không, thưa cha, không phải. Người cứu con là Thạch Sanh. Là sao? Quân lính đâu? Ra đây cho ta hỏi. Xin thưa, người kéo công chúa ra khỏi hang chính là đô đốc Lý Thông. Vậy là sao? Còn Thạch Sanh là ai? Dạ thưa bệ hạ, vì thần không rành địa hình ở đó nên có một người dân địa phương tên là Thạch Sanh tình nguyện dẫn đường. Trong lúc thần đánh nhau với quái thú, người ấy cũng có giúp đỡ nên đã hy sinh rồi thưa bệ hạ. Con ơi, con sao vậy? Mau truyền thái y. Sao lại thế được? Con gái, có gì uất ức
còn cứ nói chàng nghe. Tâu bệ hạ, công chúa vừa bị bắt cóc trở về, chấn động tâm lý, đau thương tột độ nên tạm thời không thể nói được. Cần cho công chúa không gian tĩnh tại, vui vẻ thì may ra có thể lành bệnh. Bẩm bệ hạ, còn chuyện hôn sự của thần với công chúa, ta phải quản lại cho đến khi công chúa khỏi bệnh hẳn. Cho truyền các đoạn hát vào cung, ai làm cho công chúa cười nói trở lại sẽ được trọng thưởng. Thạch Sanh, thiếp xin lỗi vì đã không bảo vệ được chàng. Ta muốn mời huynh ở lại nơi này làm quan. Ở đây mà lòng tôi chỉ có quê nhà. Tôi đang định xin thái tử chỉ cách cho tôi về lại chốn xưa. Không giữ được người muốn đi. Ta tặng huynh hai vật phẩm quý này, có lúc huynh sẽ cần đến. Thạch Sanh con, thấy con sống mạnh khỏe, ta mừng quá. Lý Thông huynh và công chúa có khỏe không? Hôm cứu công chúa ở hang Đại Bàng, sao con chưa kịp lên thì miệng hang đã bị lấp? Hôm ấy đá lỡ lấp miệng hang, huynh con đã làm mọi cách nhưng không thể cứu con, còn phải đưa công chúa về hoàng cung. Con đừng có trách nó. Nó đã cho người dò la về con khắp nơi. Vừa biết con thoát nạn trở về là nó nhờ mẹ đến thăm và mang quà cho con. Biết huynh ấy và công chúa an toàn là con mừng rồi. Con không cần quà đâu. Con cứ nhận đi. Đó là tình nghĩa huynh đệ bấy lâu. Con đã vì nó giàu sinh ra tử mấy phen rồi. Quả nhiên là tan vật ở đây. Bắt lấy hắn, giả mang các báu vật của phủ đô đốc. Ta không ăn cắp. Những thứ này có người cho ta. Các người muốn lấy lại thì mang đi. Ta không ăn cắp. Đô đốc lệnh, ba bắt hắn về tra xét. Lý Thông huynh, đệ bị quan, đệ không ăn cắp. Ngươi có công nhận ta là người giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa và sẽ làm phò mã không? Sao có thể? Đó là những việc đệ đã làm mà. Vậy để đệ sống ta không yên tâm được. Ta phải nói chuyện này với công chúa, không thể để công chúa lấy người như huynh. Nhìn lại mình đi, một kẻ mang tội danh ăn cắp thì có thể gặp được công chúa sao? Đàn kêu tích tịch tình ta, ai mang công chúa dưới hàng. Mau mọi người đàn hát kia vào đây cho ta. Dạ. Thì ra Khanh là người đã giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa. Người đâu, để Lý Thông vào đây cho ta, ta sẽ xử tử hắn. Vậy mà nhà ngươi giờ hết công còn vu oan cho Thạch Sanh ăn cắp. Dạ, tâu bệ hạ, xin tha tội chết. Con ơi, một ngày ở cùng nhau cũng là tình nghĩa gia đình. Mẹ xin con tha thứ cho anh con. Hãy xử tội mẹ đi con. Thưa đức vua, mẹ con Lý Thông tuy có tội nhưng thần không muốn lấy quán báo quán. Xin người hãy tha tội chết, cho mẹ con hắn về quê sinh sống, cấm đến hoàng cung. Được, để lời Khanh, ta tha cho Lý Thông. Người đâu, truyền lệnh tước chức quan cho Lý Thông về quê. Tạ ơn bệ hạ và công chúa. Cảm ơn Thạch Sanh. Thưa cha, còn chuyện người hứa gả con cho ai có thể cứu con khỏi móng vuốt của Đại Bàng thì... Còn đó, nhớ thương Thạch Sanh đến á khẩu làm trẫm lo lắng. Bây giờ
các con đoàn tụ rồi. Ta đâu nỡ ngành chia. Thưa hoàng thượng, Lý Thông được tha, mới đi tới sân rồng đã bị sét đánh chết rồi. Người ăn ở gian ác, trời không dung, đất không tha. Vua nước Nam còn thương ta, không gả công chúa Quỳnh Nga cho ta, mà đi gả cho kẻ đốn củi không cha không mẹ. Tâu bệ hạ, quân lính 18 nước chư hầu đang kéo đến rất đông ngoài cổng thành ạ. Bọn chúng không lấy được công chúa nên đã muốn gây hấn từ lâu. Nay nghe công chúa lấy Thạch Sanh nên kéo quân đến xâm lăng đây mà. Xin vua cha chớ lo, hãy để con lo liệu. Thưa các vị, khách đến nhà chỉ ít chúng tôi cũng đãi bữa cơm. Giờ đây có một thách đấu. Rồi. Tôi mời các vị ăn cơm. Nếu ăn hết niêu cơm này thì tôi thua. Bằng không các vị phải trở về vô điều kiện. Nhờ có hai báu vật thái tử ở phía trước trả ơn, Thạch Sanh đã đánh đuổi được 18 nước chư hầu, lần nữa lập công với nhà vua. Sau đó, Thạch Sanh được cưới công chúa và truyền ngôi báu. Nước Nam được cảnh thái bình, no ấm.